Tôi xin chào mọi người nha. Thì tối nay mình cùng đi chương còn lại của chương 4 này nha. Hôm rồi mình chạy gấp qua phần này thì mọi người cố gắng về đọc lại giúp mình nha. Đầu tiên giờ mình vào mục 630, đó là Genkai Kyo Yosato Kanri Kyo Yosa. Thì hai cái này là rồi hai cái giá trị mà đánh giá. Các mọi người đọc giá 6 nhiều thì chắc cũng thấy trong giá 6 lục ở sau á, thì để mà đánh giá sản phẩm đạt không đạt á, thì nếu mà dịch ra tiếng Việt gọi là dịch nôm na gọi dung sai quản lý này là gen Kanri Kyo Yosa với là dung sai giới hạn. Đầu tiên là mình xem người ta giới thiệu về cái dung sai giới hạn là gì. Kan Genkai Kyo Yosawa Sureo Kueru Gosa Okisuku Toste Kyoka Sarete Nai Toshita Kyo Yosa De Aru. Thì đây là người ta nói là dung sai giới hạn là cái dung sai mà không cho phép cái sản phẩm của mình mà nó vượt qua cái giá trị này. Và ここの製品の合否判定のための基準値であることとともに、thì là nó dùng để mà đánh giá đạt hay không đạt của từng nhận định là cái sản phẩm đó là đạt hay không đạt. Và thường trong cái Sanai Kiroku này, trong cái kiểm tra trong công ty và nó được sử dụng để nó ứng dụng trong cái việc dùng phương pháp mà Shuriken Sai Chi Shuriken Sai ni oite Kensaroto no gohi hante no kiyon toshite mochi irarete imasu. Thứ hai là về dung sai quản lý là Kanri Kyoyosa là gì. Dung sai quản lý là người ta nói là gen sehin naka no kyu yu gopa ijo no sehin ga manyoku suru yo ni sezaku seiko e no mukkyo chi de aru, là cái dung sai mà để mà mình dùng để mà khi mà mình sản xuất sản phẩm hay là mình seiko thi công này là để cho sản phẩm đó là đạt là từ 95% trở lên. Là khi mình sản xuất cho thì mình dựa vào cái dung sai, người ta dùng cái dung sai quản lý này là nhiều để làm gì, tại vì 95% á thì khi mà sản phẩm của mình mà rơi vào mình hầu như mà 95% trở lên á, mà khi mà mình xin cái xa thì người ta tính ra được xác suất mà để mà sản phẩm rớt á, là 0,3%. Người ta tính ở dưới người ta có nói nên khả năng mà cái lô của mình mà bị không đạt là nó rất là thấp. Tiếp theo giờ mình sẽ đi vào cái mục cụ thể về cái dung sai giới hạn là Genkai Kyoyosa. Thì Genkai Kyoyosa koeta seihin wa furyohin to narutame, tức là nếu mà sản phẩm của mình mà sản xuất ra mà nó vượt qua cái Genkai Kyoyosa này thì là nói chung là bỏ đó, là energy, là nói chung là sản phẩm lỗi rồi. Thì đó mình phải là sai sẽ ra cử hoặc là mình phải làm lại. Tuy nhiên này Tadashi Hoshu Nijori Furyoin no Kino o Kaifuku Dekiru Bai wa Tekina Hoshu Nijori Suse Surukoto mo Kano de aru. Mặc dù á, là thực ra nếu mà vượt qua cái giới hạn này thì là sẽ bỏ, nhưng mà trong trường hợp mà dựa vào những cách mà mình sửa chữa mà nó có thể phục hồi lại về cái tính chất về cơ cơ lý này thì mình có thể là sửa chữa, chứ không không nhất không phải là hầu như là mình dục bỏ để sự làm lại. Mà nếu mà cái cách xử lý á, thì làm sao đó là nó mình phải chú ý đến cái việc mà cường độ hoặc là đánh giá dựa vào cái tiêu chuẩn về cái dung sai này, Genkai Kyoyosa này,
là mình đưa ra những phương pháp xử lý sửa chữa lại thích hợp cho nó không có ảnh hưởng đến kết cấu của mình. Ví dụ như này, và tôi ba Seno C23 là cái trong trường hợp mà Harry cái Harry C với là cái H3 của mình mà nó vượt qua cái giới hạn dưới, thì khi đó là nó sẽ ảnh hưởng đến cái mặt cắt của cái dòng của mình, thì mình buộc phải là sai sinh sắc từ thôi, mình phải làm lại thôi. Hoặc là trong Hashira Nagasa hoặc là Kaidaka cũng vậy. Và Koji Kote no Aku Ekyo o Sakeru tame Furi Furioi Seihin ga Tekutsu no Tategata Seiro ya Sekke Hinsetsu o Yobosu Ekyo Sogo Teki Kento Hangdan Si Tekina Hosu ni Yori Taiso Suru Mokan ga Raremas Rareru. Thì là khi những cái sản phẩm lỗi của mình đó là nó sẽ đang là nó nếu mà ảnh hưởng xấu tới cái trong cái quá trình mà thì quá trình sản xuất của mình này, thì vì vậy là cái mình cần phải là đưa ra những cái phán đoán hay là cái nhận định Kento làm sao cho cái sản xuất trong cái sao mà cái sản phẩm của mình là nó đủ chính xác về cái chất lượng thiết kế cũng như là đủ chính xác về cái của sản phẩm. Thì đó là người ta nói về cái dung sai giới hạn nào. Cái thứ hai là về dung sai quản lý là Kanri Kyoyosa. Thì Kanri Kyoyosa là một cái giá trị tiêu chuẩn để dùng để mà xây sắc cử sản xuất này. Kyoyosa wa xây sắc cử mục tiêu toste chính sự suy dung đi à mà mọi người nhớ là các cô no xin no gohi hante no tame no kyoyosa đế quả này nó là không phải là một cái giá trị để mà đánh giá đạt hay không đạt của từng cái xe sản phẩm. Vì vậy nếu mà vượt qua bởi vậy là nếu nó không nó vượt qua cái giá trị Kanri Kyoyosa này nhưng mà nó nằm trong cái Genkai Kyoyosa thì cái việc sửa chữa của mình nó không cần thiết. Bây giờ là mình cứ sẵn mình dựa vào là tất cả sản phẩm của mình mà khi mà xây ra cử là phải nằm trong 95% cho nên là ok. Tuy nhiên mặc dù á là mặc dù mà nó vượt qua cái giới hạn quản lý này thì mình không cần sửa chữa, nhưng mà người ta nói là trong những cái trường hợp á mà mình mà sản xuất nhiều sản phẩm nó vượt qua nhiều á cái giới hạn quản lý này á thì dung sai quản lý này á thì khả năng á là nó sẽ vượt qua cả giới hạn dung sai giới hạn, nên là mình phải cần nắm rõ và quản lý làm sao cho nó không có vượt quá được trên 95% á. Và giữa dung sai quản lý và dung sai giới hạn thì người ta có một cái tỷ lệ là 2/3 này là Kanri Kyoyosa to Genkai Kyoyosa no Suichi no Okisawa Omune no ni sang này. Tức là nếu mà sản phẩm của mình mà sản xuất thỏa mãn trong 95 tất cả sản phẩm của mình mà thỏa mãn trong 95% á thì hồ toàn đồ này là nó sẽ nằm trong giới hạn là dung sai giới hạn hồ toàn đồ no Seihin ga Genkai Kyoyosa Uchi ni Osamaru koto Handan ni Yotteru. Đó. Bây giờ trong xưởng mình á thì thường người ta là sản xuất trên nằm trong tất cả là 95% trở lên là ok. Nếu mà đấy mình nói là chỗ này là nếu mà mình sản xuất 95% thì khả năng mà nó vượt quá ngày Genkai Kyoyosa là người ta tính được là chỉ có khoảng 0.3% thôi.
nên khi mà xuyên kênh xa thì mình rất là yên tâm. Và vì hai cái dung sai này thì chắc mọi người trong các xã hội nào cũng mọi người cũng đọc chắc cũng biết, thì nó chỉ giới thiệu, nó chỉ định nghĩa là như vậy thôi. Nó dung sai giới hạn thì hầu như là nó sử dụng trong cái tiếp theo mình sẽ học đây là cái kiểm tra hồ sơ một á. Tiếp nha mọi người, qua phần 6.4 là thì cái mục đích của này là symbol pseudo urekensa. Thực kỳ urekensa là nghiệm thu cái kích thước, và urekensa nó một cái kia thì là mục đích của việc mà urekensa là gì, là nó có hai mục đích, là đối với trong kuyo sakura no kanryo sta tetsu shin ga seketo so de Joe Kyushu Hinsu Manjikushi, là những sản phẩm nào mình để mình xác nhận trong cái xưởng khi mà mình sản xuất, những sản phẩm mình sản xuất nó có thỏa mãn với yêu cầu chất lượng của bên thiết kế, nó đưa ra hay không, và ở game bà là nó có cái vấn đề gì xảy ra hay không, và mục đích của nghiệm thu. Và mình kiểm tra là gì? Symbol pseudo cancer là kiểm tra coi nó có nằm trong cái giới hạn dung sai cho phép của mình không? Này, ukere cancer là seiko hinzu ya ato kote ni yudai na ekyo o motarasu mono ya Minogatsu to daijiko ni tsunagaru osore no aru yō fugai kaso o mitsukerasu koto ga hitsujō ni aru. Người ta nói là trong cái kiểm tra mà nghiệm thu á, thì nếu mà mình mà khi mà kiểm tra mà nó bị sót á, thì nó sẽ ảnh hưởng lớn tới cái quá trình cũng như là cái quá chất lượng thi công của mình này, nên cái việc mà tìm kiếm là ra những cái ca sổ mà bị lỗi á, là rất là mình phải chú trọng là cần thiết này. Mọi người nhớ mấy cái này mình đặt ra nha, thì khả năng là những cái ý chính đó. Rồi đi theo tiếp phần 46.4.2 một sorry mọi người nha, nãy phần trên này mọi người có ai có ý kiến gì hay là có trao đổi gì không, có hai cái giá trị này, tại vì cái này nó cũng quan trọng á. Nếu mọi người không có gì thì mình đi tiếp phần dưới này nè, phần những cái phương pháp mà kiểm tra về độ chính xác rồi. Kích thước này thì cái này là quan trọng này, và cũng là rất ra trong khi nó rất là nhiều. Thì về kiểm tra thì symbol pseudo kensa, thì những phương pháp kiểm tra thì người ta chia ra hai phương pháp chính, đó là sori kensa tốt tabuchi kensa này. Sori Kensa và Tabuchi Kensa thì giống cái đất mình cũng nói sơ qua vậy á, thì mọi người nếu mà dịch ra tiếng Việt cũng được không, mà học đọc chữ này cũng được, tại vì vào thi thì mình cũng đọc cho nó quen thôi, là kiểm tra về hồ sơ tài liệu. Còn Tabuchi Kensa thì là kiểm tra trực tiếp sản phẩm, tức là Tabuchi là mình đi đo trực tiếp sản phẩm của mình á. Thì á, ở Sori Kensa thì mình có chia ra hai loại là Sori Kensa Ichi
là hai loài này, và Shurikensani. Còn về tai bút chì kensa thì nó có ba loài là Ichi, Ni, San. Thì mình sẽ lần lượt đi tiếp theo cụ thể từng cái phương pháp này nha. Thì đây người ta cũng giới thiệu này là Shurikensa i Shurikensa wa Ijire mo Sanai Kensa Kekka no Kiroku o Kensa tai Soto Shiru mo de aru. Thì là hai cái loại Shurikensa 1, 2 gì cũng vậy, là nó là những cái đối tượng là đã ghi chép trong cái Sanai Kensa của mình á. Là mục đích của nó là gì, là để mà Sanai Kensa nó kể các kiểu từ này Shinrai de kiru mono de aru kuto wa, đây là cái tiền đề để mà xác nhận được, kiểm tra được cái, khi mà sau này mình Kensa nó mình ghi chép lại cái bản thành tích đó, thì nó kiểm tra xem là mình cái độ tin cậy của trong công ty khi mà ghi chép đó thì có ok không. Còn về cái tai bút chì Kensa, đây là người ta nói này là Shurikensa ga gokaku shita kensa rotto ni tashite nukitori ni yotte jitsai no shi no shinbu kakunin kensa. Giống rồi mình nói là khi mà những sản phẩm mà ở Shurikensa mà nó đầu rồi á, thì người ta muốn ví dụ Seiko nó cũng ở tay vào dịch Kensa, thì nó thì thường á, khi mình làm ra bản vẽ thì mình đọc mấy cái mục người ta có chết rồi đó, thì mình buộc phải kiểm tra là tục kỳ ní rồi đó, thì mình phải kiểm tra thôi. Là khi mà Shurikensa mà ok thì mình với tay vào dịch Kensa để mình kiểm tra trực tiếp những cái sản phẩm đó, khi mà đối xứng coi nó có đúng thực tế là như vậy không. Đó là tay vào dịch Kensa. Thì đây mình đi cái này á, cái bản này mọi người cũng học cái bản này này là dễ nhớ này, nhưng mà tí nữa mình đi đi qua rồi bắt đầu mình lên đây mình đọc lại cho nó một lần nữa là mọi người dễ hiểu hơn. Bởi vì cái này nó cũng nhiều đôi lúc mình nhầm, ví dụ như 5 10 cái gì đó lấy mẫu rồi thì nó sẽ dễ nhầm thôi. Mọi người về đọc cái bản này ký lên là nó dễ hiểu hơn. Còn như đây là một người ta ghi lý thuyết thì thật ra nó cũng giống với trên kia thôi. Là cái gì? Đầu tiên là về Shurikensa thì nó có hai loại là 1, 2. Thì loại 1 á, Shurikensa chi á, là Sanai Kiroku này, Jensuru Arubai no Mi. Cái này mọi người buộc phải nhớ rồi. Gen sư nha mọi người, là trong công ty mình kiểm tra mình phải lưu toàn bộ cái đó nó mới thích hợp cho phương pháp này. Và Coco no se in ga genkai kyoyosa o koete inai ka gen se in nitsuite kakunin surukoto ga dekiru. Thì mọi người là thì mình có thể là xác nhận được là toàn bộ cái sản phẩm của mình đó, nó có vượt qua cái giới hạn là bên Genkai Kyoyosa hay không nè. Và chính cái điều đó là để Genkai Kyoyosa Oyobi Genkai Kanri Kyoyosa Oyobi Genkai Kyoyosa no Ryosa o Rokto Gohi Hante no Kiyun Jitosteru. Thì người ta mới nói là chính vì cái điều đó nên hai cái giá trị này chạy quản lý với là giới hạn này để mà đánh giá cái lốc của mình là cái giá trị tiêu chuẩn mà đánh đánh giá cái lô hàng của mình là đạt hay không đạt. Và thường có một kiểm tra là cái gì, thì nếu mà tục kia nai bài, trong trường hợp mà không có tục kia thì mình sẽ kiểm tra 7 mục mà. Cái đầu tiên là gì ha, sẽ là sẽ này Kairaka là si chi no bưng no Nagasa Asa se chi chi bưng no se Hari Nagasa Hari no se. Mọi người cái này thường nếu mà làm trong Kinsa chắc mọi người cũng cũng thấy người bán trong công ty á, từ xuyên Kinsa thì nó cũng có mấy cái này thôi, nó ghi chép mấy cái này xong là 7 mục đó.
Và thì trong mình là trong xem cái Shurikensha thì là Sanai Kensha và Gensu Toroku, nó với còn nó phải ghi chép đầy đủ toàn bộ trong cái công ty của mình trong Sanai Kensha. Thứ hai là về Shurikensha Ni này là về phương pháp Shurikensha Ni. Thứ hai là Sanai Kensha Kiroku ga Bubun teki ni Shikanai Bai này. Đó là phương pháp thứ hai, thì nó chỉ thích hợp, được sử dụng thích hợp trong cái Sanai Kensha mình mà ghi chép một phần thôi. Thì nói như là nó ghi chép không đầy đủ, nó đi thì mình sử dụng là thì phương pháp này là nó thích hợp trong cái, mọi người nhớ cái này thì cũng nhau này. Sanai Kensha Kiroku Bubun teki ni Shikanai Bai wa Koko no Seiin ga Zenkai Kyoyo sa wo Koete inai ka Seiin nitsuite kakunin koto ga dekinai. Vì vậy do nó ghi chép một phần thôi nên phải mình không thể kiểm tra gen Seiin này là kakunin là dekinai, nó khác với trên kia này. Bởi vậy á, cái đánh giá mà dựa vào cái thằng Shurikensha 2 này á, thì mình cũng là dựa vào cái thằng giới hạn quản lý, nhưng mà Genkai Akandikyojusa, nhưng mà nó không quy định là giới hạn Genkai là bao nhiêu hết. Còn cái thằng, tại vì nó ghi chép một phần nên người ta muốn kiểm tra nó phải là QBC hơn. Còn thằng mà Shurikensha này thì mình dựa vào thằng Kanri Kyoyosa mà 90% trở lên á là ok, nhưng mà theo có điều kiện, mà điều kiện cần nữa nó là phải không được vượt quá 0% là sorry. Ở mày lên mình nói đây luôn chỗ này nè, mọi người đọc cái này luôn. Đây sorry cái số 1, số 2 này thì là mọi người đọc cái này chắc dễ yêu hơn nè. Sanai Kensha Kiroku là gen sư, không gen sư trong ai là Sanai Kiroku nó gen sư, và cái lock kiểm tra của mình là 300 cái, một lock của mình là dưới 300 cái, và đánh giá tỷ lệ nó như thế nào thì là nó dựa vào cái thằng Kanri Kyoyosa này, Koeru no wa là Go Pa Ika, tức là 95% đó. Thì cái này người ta nói ngược là thôi, thì là nó vượt quá thì là phải dưới 5%, nhưng mà đây này Katsu này Genkai Kiyoyosa Koeru mono Wariya 0% này, Zero Notokyo Roto là Gugaku này, theo điều kiện theo là phải không có được vượt quá 0%. Còn thứ hai là về Shurikensha Ni thì là ghi chép bưu bưng tiki đây, mọi người nhớ mấy cái này. Thì về cái lấy mẫu của mình thì cũng là từ 300 cái trở xuống thì chia ra thành một lốc, và người ta đánh giá là Genkai Kyoyosa Koeru ba và Wariya ba sinh tố Ika Toki na Rokto Go Kusuru này. Không, mà người thấy là nó cũng đánh giá dựa vào cái thẳng là không được vượt quá 5% vì Henry Cường mấy cái này lúc nó ra thì nó hay đối lại mình cái cứ nhớ chỗ trước kia cái này là 5% IK này, nhưng mà nó không có kèm theo cái thằng này này, tức là nó không có được luôn, là tuyệt đối là không có 0% cái này, nên tại vì là nó ghi nó PBC hơn đó. Mà có ai có ý kiến gì trong hai phương pháp này không?
Xong mình nắm ký cái này xong mình đi tiếp cho nó không không bị dễ bị nhầm đó. Đó thì nó cũng có mấy cái ý đó thôi, mọi người nắm ký lâu kia rồi. Tại vì này thì người ta cũng ghi lại thôi, thì là nó giống ở trên kia, nó tóm tắt ở trên báo trên kia, nó ghi đầy đủ vậy. Thì Ichi bưng thì Ichi đúc tổ này, Ichi sẽ bưng nó sẽ oi nó bay. Cái này thì là người ta nói về lấy cái lóc của mình thôi. À, cái này trong cái Shuriken chi này thì là ngoài Jensu Kensa Aruputo Kakunin này, và người ta dựa vào công thức trên này, tại vì trong cái bảng của mình là người ta sẽ ghi là số n này là bao nhiêu, rồi bắt đầu mình tính ra n mà bé hơn 0.05 gì đó thì là mình đánh giá là nó đạt. Trong cái bảng trên sao của mình đó, nó ghi thẳng mấy cái n rồi này, rồi người ta giải thích là có cái tỷ lệ trên đó là gì đây, Kanri Kyojusa Sanai Kensa Kirokusu trên cho Sanai Kensa Kirokusu này là giá trị n là bé hơn 0.05, thì mình tính ra mà bé hơn 0.05 thì là đạt đó. Còn mà Genkai Kyojusa Koeta Sanai Kensa Tôi từ xưa là bằng không à. Làm những cái đà đường mà người ta ghi trong cái bản kiểm tra của mình đó. Thì tương tự như phương pháp Shuriken hai cũng vậy, thì cái giá trị P là cái gì? Đây này, chốt tù nó có dùng mono can rì kêu dùng sao ít xí rà chữ stê rư tạc rì chữ là gia đình với giá trị P là nó có vượt có cái giới hạn nó lịch so với là giới hạn quản lý hay không, thì nó nằm trong cũng vậy, nó nằm trong 0.05 thì là sản phẩm của mình là đạt. Đây là công thức người ta ghi ra để mình nói ở trên này, mình nói 5% rồi giờ nó ta ghi ra n xong, tại vì khi mà mình kiểm tra trong cái bảng hiệu cái sai của mình thì nó làm cho nó gòn này thôi, xong mình nhìn vào đó mình đánh giá. Chẳng có gì, cái này công thức thì người ta cũng đánh giá là chẳng có gì còn gì cả. Ok, tiếp theo là mình đi vào phương pháp tiếp theo, đó là Tabuchi Kensa. Thì Tabuchi Kensa thì nó có 3 loại này, Chi, Ni và Sa. Ừ, hồi đầu mình có nói này, tại vì cancer là sorry cancer ga go ku sta cancer rotto ni tai si nukitori ni yotte jitsai no shin no shinbu o kakunin suru cancer de aru, to là khi mà mình kiểm tra mà hồ sorry cancer mà những cái lớp mình đã đầu rồi á, thì người ta muốn kiểm tra thêm thằng tại vì cancer này nữa, thì lúc lúc có thằng Genicon nó kêu PC thì nó muốn làm cho kỹ thì nó cần thêm tại bây giờ kiểm tra nữa thì mình buộc phải kiểm tra thôi. Là đầu tiên vào là tại bây giờ kiểm tra chi thì là nước kitori kes nước kitota sei no symbol sokute kết quả cara này chúc cứ sẽ chữ rốt tổ nô gohi o hàn tế sử hồ đấy ạ, là mình chụp cái sự rốt tôi là mình kiểm tra trực tiếp cái sản phẩm của mình này. Tức là mình nukitori cái một cái dầm nào đó bắt đầu mình kiểm tra trực tiếp, cái đó gọi là tạm chỉ cần sai chi, và sau này kiểm tra kiroku no yumu ni kakawaraju tekijo de dekiru,
nó không cần trong cái sao này tên sao là nó chả biết là nó cần không liên quan gì tới cái việc mà trong sao này có ghi chép hay nó có lưu lại hay không lưu lại, mình cứ thích là mình lấy sản phẩm nào mình kiểm tra thôi, nó không liên quan tới việc ghi chép của công ty. Mọi người nhớ là mình nói là chắc chắn là mấy cái này là thi chắc chắn là có luôn, không chạy đâu hết đó. Tại vì trong cái chương này mình thấy phần này là nó quan trọng và nó cũng thực tế, nhưng mình không làm bên kia xa nhưng mà mọi người chắc người làm bên kia xa thì nó cũng cũng thực, trong cái công việc của mình thì cái nào nó cũng phải đụng chạm tới cái này rồi. Lúc tôi vô hiểu là sore sore kênh sao tôi mong nó can rì của sao mới vô được. Tiếp theo là mình về đi tại bữa trước kiến sani và sang là nước kita ta xin nó kizu kê ka to sa nai kiến sa kiro kuno naka no gai to suru kaso no sokute kê ka to seigo seigo se o sokke teki na te su de ten te suru koto ni jori rok to gohi摂取的に安定するものである。Đây là cái mình sẽ dựa vào cái phương pháp là mình kiểm tra thống kê này, mà dựa vào kết quả mình đo được kết quả thì nó có đúng với là cái khi mình ghi chép ở trong công ty không. Thì bây giờ cái hai phương pháp này á, là nó có nhận định cái tỷ lệ đầu rớt này là mang tính gián tiếp này, rút tù nó gohi no kan tetsu teki ni hante suru mono ni aru. Tiếp theo là tabuchi kensani này là gens tsunomai no deki này, là nó chỉ thích hợp trong cái sanai ken sanai kiroku là gens mọi người, còn tabuchi ken sasa là sanai mà kensa kiroku là bubun teki. Thì hai cái này là nó thực ra cái hai với ba thì nó nhau nhưng mà nó khác ở hai cái điểm này thôi, là bên mà trong sau này gen sư còn bên này là bơ bừng thôi. Trên sao cô cử thì cũng nếu mà không có tụ kỳ thì giống dựa vào cái mục ở trong cái số từ đầu tư á thì nó cũng có cái mục đây là hồi nãy mình nói là Hashira Nagasa Kairaka chi này là cái mục này, và cái cũng là lấy 300 một lốc là mình lấy 300 cái dưới 300 cái trở xuống, và trong một lần lấy của mình là 10 cái Nuri Turi Ken Nuri Kitori nha mọi người. Xong mình sẽ tiến hành là đo. Thì nếu mà khi mà mình lấy 10 cái, trong 10 cái đó nếu mà có không cái này là mới đạt này. Đó. Còn nếu mà một cái á, sao? Nếu mà hai cái là lớp đó là rớt luôn. Còn nếu mà một cái thì mình phải lấy thêm một lần hai nữa. Là tổng cộng là 20 cái. Thì trong 20 cái thì mình lại cũng đem đi so sánh, nếu mà có một cái thì là lúc đó là còn mà hai cái y dù là cư cực là không đạt, thì nói vậy thì nó mình nhìn trên lên cái bảng, mọi người nhìn lại bảng trên này thì nó dễ dễ hiểu hơn này.
tay 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 công ty nó không có liên quan, nó không cần người ghi chép gì cho mình, có kiểm tra bình thường, không liên quan gì ghi chép công ty. Và nếu mà nói là dưới 300 cái là tầm một lóc, và một lần mình lấy là sample đều là 10 cái, và trong 10 cái đó này nếu mà vượt qua cái Kumono này, Kanji Yoyosa Koerumono này mà không á thì là nó tổ đào này, còn ni dù nó tốt kiểu á giúp cô nó xăm rồi nó càng ni à, nếu mà ni cô xin lỗi nha, thì ni là thì là nó mình nói là rớt rồi nó, thì trong trường hợp mà một cái đó, thì mình lấy thêm 10 cái nữa và mình đo tổng cộng là 20 cái này, thì 20 cái đó nếu mà nó có một cái mà không có nằm trong cái can nó không vượt quá thì là đậu, còn mà hai cái trở lên thì là rớt rồi. Nó nhìn đây chắc mọi người dễ hiểu hơn á, chứ còn đọc cái kia. Còn phương pháp thứ hai là tạo sự Kensani thì cũng vậy, nhưng mà khác một cái là thì nó cũng là một lấy một lóc là dưới 300 cái trở xuống, và lấy một lần lấy của mình là 5 cái, và cái kết quả mình đo là mình đem đi mình đo là Katajuri với là Baratsuki này, mình không có đem đi so sánh với thằng cái này đâu nha, thằng Kanrikyojusa đâu nha, mọi người chú ý cái đó. Nếu mà nó nằm trong cái phạm vi của thằng này á thì là đậu, còn mà nếu mà vượt quá cái phạm vi đó thì mình cũng phải là lấy thêm một lần nữa là tổng cộng 10 cái, rồi tiếp tục mình lại lên đi đo với thằng Baratsky với là Katajuri, là cái độ Baratsky là cái độ lịch phương sai, còn Katajuri là thì hai cái giá trị này là khi mà mình trong cái bảng đồ thì người ta sẽ tính ra được, ví dụ 2.7 mấy đó thì mình đem đi so sánh thôi. À, nên mọi người nhớ là hai thằng này nó khác nhau là bên kia là lấy 10 cái, còn cây này là 5 cái đấy. Mình lấy ra 5, mình rút ra 5 cái thôi. Tiếp theo là cũng là thằng số 3 này, ta biết gì Ken Sa sao này, thì sao này sang á, thì nó sẽ vừa là gen sư và vừa là bướu bung teki, trong trường hợp nào cũng sử dụng được hết, và cái lấy mẫu của nó cũng là một lốc là cũng như 300, và một lần lấy của nó là à cái này 5 cái trở lên nha mọi người. Okisa là Goko Izo này, Samporin G của Okuna, và cho năm cái thì mình cũng đem đi mình đo với cái giá trị của thằng trong cái Hani là Katajori với Paratiki. Mọi người trong này có ai làm bên Kensa, mọi người giải thích về cái hai cái từ Katajori với Paratiki này cho mọi người nghe được không? Mình thì mình dịch ra thì mình hiểu vậy thôi, mình biết được cái giá trị nó là ví dụ như mình tính ra là 2 chấm mấy hay là 3.2 chấm mấy thì mình đem đi mình so sánh, tại vì trong có 7 sản phẩm đúng không, thì mình người ta sẽ tính ra được cái giá trị trung bình gì đó, rồi cái F cái chữ T là như thế này có ghi này, nhưng mà ai trong này mọi người có ai làm bên Kensa có hiểu cái này thì giải thích cho mọi người nghe, chứ mình cũng không có chuyên ngành về cái này á, nhưng mà đại khái mình mọi người hiểu là hai cái này thì mình buộc phải đem đi so sánh, chứ mình không thể so sánh với thằng Kanrikyojusa. Alo mọi người, các bạn nào làm hiểu rõ với cái này không?
À mọi người cũng về, mọi người cũng đọc thêm những cái này, cái này thì nó cũng thì là vậy thôi, mọi người đọc cái báo trên này thì nó dễ hiểu hơn nè, tầm Matomete ở trong này hết rồi. Đây hồi nãy là ở trên kia là người ta tóm tắt, giờ mình đi nói cụ thể về cái phương pháp số 2 này nha. Ok, tôi sẽ in số cái tên nó kẹt cao sau này kênh sau đó nó cao, cái này mình nói rồi đúng không? Chính là Sorry, Kensai Ichinoku natta Sen Kensaro Tonita Sene Sono Hante no Kijun Tonata Sanai Kesakuru Tasuka Sisa Kakinin Shiru Tamina Kensa Ichi Tsukerairu là trong cái Sorry Kensa của mình mà những cái khi mà mình đã kiểm tra đã đạt rồi á, thì mình khi mà mình dùng cái phương pháp này thì mình có thể xác nhận được cái làm sáng tỏ được cái ghi chép ở trong công ty thì nó có chính xác hay không. Đây nè, hồi nãy mình nói là cái giá trị mà bên sao bên đây điều này là thì đây là những cái bước mà cũng giống ở trên kia thôi, nó này tao với chị Kasano Yijun này và Lotto thì có hai cái là Ryosano Sana Futsuno Sukete Yososaru Katajuri To Barachiki no Hangi Uchi de areba, sanai kiruku no tasika ga kakinin saremono toshite rotto woku. Thì đó thì cái tabuchi kensa thì nó nằm trong cái phạm vi của thằng Barazuki với là Katajori, thì là những cái gì mà ghi chép ở trong cái sanai kensa là những cái lóc đó là đạt. Katajuri thì đó người ta sẽ quy định Katajuri là T Ken T ni Han T này, thì mình đem những cái giá trị mà mình tính ra được mình so sánh với thằng này, nếu nằm ở nhỏ hơn bằng thằng này thì là đạo, còn tương đương với F thì gọi là Barashiki. Thì trong cái bảng Kensa thì từ tí nữa mình và là về mục thứ năm là Ken Go Kakuruto no Sonomama Uke Ire là những lúc đạt á, thì là mình phải nghiệm thu, còn Fugoku no Natta Natta Rotto Sono Fugoku no Nokuri Genshin Nichite Shinbou Sukute Kensa o Ukunai, thì những cái lúc mà không đạt thì là mình sẽ đi kiểm tra toàn bộ. Và Ken sao mà những khi mà kết quả mà mình mà nằm ở dưới nhỏ hoặc bằng thì là cái nhỏ bằng cái Ken Kai Kuyusa là mình sẽ nghiệm thu, còn khi mà nó vào vượt quá thì là mình dựa vào những cái hộp với bên chỗ thiết kế với là bên xe cố thì mình đưa ra cái phương pháp xử lý hoặc là kiểm tra lại. Tuy nhiên này, tức là khi mà
những sản phẩm mà bị lỗi á, mà không có đạt á, thì thường tại vì khi mà mình Tabuchi Kensa chi với Ni á, thì mình chỉ lấy Yukitori Kensa đúng không, thì chưa chắc là những cái sản phẩm mà mình lấy đó nó cùng một lốc với là bên chỗ Sana Kensa này. Nếu mà mình bỏ mình kiểm tra lại toàn bộ thì nó mất thời gian, nên người ta mới nói là Sana Kensa tố này Ure Kensa no Kensa no Tai Soga Doi Chiroto Dewa Nai Kaku Ritsu Gatakai To You Immediately này, nó những cái phần sau hồng lỗi thì nó chưa hẳn là nó sẽ trùng nhau, tức là trùng những cái hai cái lốc mình lấy là có phải là cái lốc mình lấy ở trong Sanai với là trong nghiệm thu thì nó là nó trùng nhau, nên chính vì vậy á người ta nói là Sehin Serono Sono Mono Furio Chukutsu Hang Hang đang sare tao qua kia đấy này, thì mình cũng chưa chưa hẳn là mình phán đoán cái sản phẩm đó, cái lô đó là Kuroin này. Chính vì vậy thì Kugoku Kaku Tokino Sochi Toste Nokori Yensui Kensa Hikusuru Kawari ni Taibuchi Kensa Ichi o Tekiyo Shite Seihin Sero o Chukutsu Kensa Si Sono Rokto Saishu Tekina Gohi o Hante Suru Toyu Yona Hoho Mo Kangai Raeru. Vì vậy á, để mà qua khi mà lô của mình mà kiểm tra mà mình vượt qua cái nào nó nằm trong cái giới hạn Parajiki với Katayori á, thì mình đánh giá là nó rớt đúng không? Nhưng mà khi mà hồi nãy mình nói đó, trong là người ta nói này, thì chưa hẳn là cái lô của mình ở trong Sanai với đồ là nó trùng nhau, nên để mà thay cho cái việc mà kiểm tra lại toàn bộ á, thì mình sẽ sử dụng cái Tabuchi Kensa phương pháp số 1 để mình kiểm tra lại, mình kiểm tra thử lại một lần nữa trực tiếp thì xem thì có phải là đúng là sản phẩm đó lỗi không, thì cuối cùng mình mới đưa ra được cái phương pháp để mà xử lý. Nhưng mà người ta nói là Kunobai này, Kunobai Sanai Kensa no Hoho ni gọi này Mondai Aru Kanose ga Takai no Ren này Sanai Kensa Hoho no Minaoshi Ichi o Aru. Tức là nếu mà xảy ra cái trường hợp này, nếu mà sòng lỗi thì khả năng trong tai của mình mà khi mình kiểm tra thì nó sẽ bị lỗi là rất là cao. Ba là về Tabuchi Kensa sang thì Tabuchi Kensa sang thì nó cũng giống với là thằng số 2 mà nữ Kitoka xin no Sokute Kekka to Sanai Kensa Kiroku no naka no Gaito suru kaso no Sokute Kekka to no Seigo se Soketeki na tesu De ken tesu kuro ni yori này, thì là nó dựa vào cái trong Sanai Kensa mà những cái sản mình lấy những cái sản phẩm mà mình đã ghi chép trong cái Sanai Kensa để mà kiểm tra này, thì giống trong ở cái bảng ở trên đúng không, thì ta biết sao là nó sẽ tương ứng trong là Sanai mà Jensiken Kiroku là Toroku là nó lưu ghi chép toàn bộ hoặc là bơ bưng nó vẫn là thích hợp này, người ta nói Sanai Kensa Kiroku ga bơ bưng teki ni shikanai ba ai demo này tekyo là phương pháp vẫn là nó vẫn thích hợp trong cái trường hợp mà công ty nó không ghi chép toàn bộ. Sore Kensa ni de gogaku nat Kensa Rotto Nidaste Sono Hante no Kijun To Natta Sanai Kensa Kiroku no Tasikara Sisa O Kakunin Suru Tame no Kensa Toshite Ichi Jikeraire Ru. Thì
thì những cái lóc mà khi mà mình kiểm tra mà ở cái tai vị Kensani mà nó đạt á, thì mình có thể làm xác nhận được là ở trong cái sau này cái ghi chép trong công ty của mình là đúng theo cái tiêu chuẩn. Thì ở dưới này thì cũng giống ba trên kia thôi, thì mình mọi người chủ yếu khi mà lấy thì lấy làm từ 5 cái trở lên ở phương pháp số 3 này thôi, và còn nhận định thì cũng giống như cho thằng số 2 này đang nói là sao chỉ kênh sao đâu dù đi ở rồi. Rồi về là mình đi qua hết mấy phương pháp này rồi, mọi người có ai có ý kiến bổ sung hay là có góp ý gì không ạ? Mọi người nếu mà học á là nhìn à, cái bảng rồi sao làm đi làm tới nhiều lần mọi người nhìn vào bảng này là nó dễ hiểu nhất nè. Ok. Em muốn hỏi được không ạ? Ok, bạn. Cái bảng 4.6.5, cái đường cong về thuộc tính Kensa ấy. Bảng này hả? Dạ vâng. Cái đó anh dạy em được không ạ? Còn cái bảng này thì cái này mình cũng không có để ý với cái này nữa. Thật ra thì cái này thì có người ta đi đưa ra những kết quả này rồi, người ta ghép đường cong OC này thôi, giống được một chút mình học á. Mọi người có ai nắm bắt được cái đường cong này như thế nào không? Giải thích giùm mình được không? Tân đọc dịch từng từng một thôi ha. Dạ, anh Huy ạ. Mình cũng không không rành được cái này, À, tại vì mà em nhưng à. mà mình thì thấy cảm giác nó giống như biểu đồ công suất ngày xưa mình học vậy thôi, chứ cái này thì mình cứ đi dịch từng từng một đi. Ví dụ như là a a lớn nè, À. đại cai kiên sa đế phù vô các cư tố naru các cư đi từ, thì mình dịch từng một thì mình nghĩ là mình sẽ hiểu được cái này nó nói về cái gì đấy. Tại vì em cũng không, em chỉ nêu mấy ý chính thôi á, chứ còn cái đường cong này thực ra nó không ra thêm mà em cũng không có tìm hiểu á. Bây giờ mình tìm hiểu luôn ha. Nhưng anh nói thì giờ số A là này, chắc anh Duy anh Duy anh con Duy anh ta Cho Hạnh dịch luôn đi Hạnh. Hạnh không hiểu, Hạnh dịch luôn ấy. Không hiểu là không hiểu tiếng Nhật hay là Mosmos. không hiểu là không hiểu nội dung á. không hiểu tiếng Nhật mà không hiểu cách làm ấy. Không hiểu là người ta Rồi từ bây giờ lần đo một bị lần đo hai người ta làm sao mà bị người mình ta dịch từng chia từng từng lại. cái đi, ví dụ như trục tung là gì, trục hành là gì, đọc dịch từng cái thử xem. Ừ.
Tu hành dập ngay. Mình thì là thì để cái số Không có tiếp B ở nha. bên kia thì ai đó không đúng, còn trục tung là tỷ lệ rút tủ đạt. Thì trục phần là cái giá trị này, cô tê hê kin là phư tê kêu pixel là xác suất mà sản phẩm lỗi, còn bên này là những cái lock xác suất, tỷ lệ là lock đạt đúng không? Vâng. Nhỡ đi thi nó cho cái bảng xong nó hỏi làm gì Sao em chịu. được. Dịch 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 tiếp, dịch tiếp đi em. Trời, dịch tiếp đi. Mạnh dạn lên, nói giống như bị cảm vậy. Tiếp A, B, C, D, E Dịch đâu? tiếp đi, có tâm hỗ trợ nè. Là lần thứ nhất là cái tỷ lệ cái xác suất à, xác suất không đạt trong lần kiểm tra thứ nhất. B là xác suất kiểm tra tiếp tục của lần lần thứ nhất. Còn thì càng lúc nó càng cái đường cong nó càng sâu xuống. C là xác suất đạt sau lần kiểm tra thứ nhất. Còn D thì là xác suất trượt khi mà kiểm tra lần 1, lần 2 rồi mà vẫn trượt. E là xác suất đỗ sau khi kiểm tra lần 1 và lần 2. Thì giống như nó người ta theo ABCD này thì giống, chắc mình nghĩ là cái đến biểu đồ này thì nó thể hiện sự tương quan, mà ví dụ như mà mình kiểm tra mà càng về sau mà nó không đạt thì nó càng đi xuống đúng không, thì cái xác suất này là nó sẽ cao lên này. Bên này E thì là nó nằm cái đoạn dưới này luôn, nó sát dưới dưới này luôn này, ý là sau một lần mình kiểm tra, lần thứ nhất, lần thứ hai nó càng, mình nghĩ vậy nha, thì nó càng bù nó càng đi xuống này. Tỷ lệ trượt nó thấp hơn nhỉ? Không thì lại chuột với cao chứ. Tỷ lệ đậu thấp xuống thì tỷ lệ trượt cao. Thì đấy, thì Đúng đấy không? Đúng không? cả Tỷ đúng rồi. lệ đậu là chục tung mà. Thì dần dần nó đang thấp xuống kìa, tỷ lệ đậu nó dần dần thấp xuống thì tỷ lệ trượt dần dần nó cao lên đúng không? Nếu mà sang ta đi ăn đi coi kênh xa đẹp vô từ đi đúng không? Đi vào. Còn rồi sau đó thì cái tỷ lệ chuột nó làm sao đúng không? Nên mình nghĩ là chỗ này mình kiếm, tức là nếu mà lần đầu mà ok cái kilo đó mình kiểm tra lần đầu mà đạt rồi đó, nó nằm mình giá trị lốc nó đầu là chỗ này là cao là 80% đúng không? Lần thứ hai nó càng giảm xuống. Rồi thì giống như hồi nãy đó, ví dụ như mà càng mình lấy càng nhiều lần đó, thì tỷ lệ mà cái lốc của cái lô của mình mà nó đạt đó, là nó sẽ bị giảm xuống. Có nơi là nó có nơi ok sao?
Huy có bổ sung gì nữa, Huy có giải thích gì cho mọi người không Huy? Quan trọng mày hạnh có hiểu hay không bây giờ. Sau đây chị nha, em cũng không cần cái này nữa, nói chung chỉ hiểu sơ sơ này thôi, còn khi ra thi thì tới đó không nói có Được thêm. Dạ, em cảm ơn anh ạ. thôi. Vậy thì có gì tìm hiểu thêm giúp em nha. Vâng ạ. À từ mình sau này mình cũng có mình chúc mấy anh cũng tí nữa xong rồi mình cũng gửi cái này cho mọi người này, cái này người ta cũng đánh giá một chút như là mình học mà bên chuột cai á là bên mấy thầy sẽ phát cái này cho mọi người á, thì không biết mọi người đi ai có thì nhưng mà tí nữa nếu mà cần thì tí nữa mình gửi qua cho, thì nó cũng tóm tắt lại cái nội dung giống hồi nãy trong cái bản đó thôi. Với lại có mấy câu hỏi trong này có bài tập đó, nếu mà muốn làm kỹ phần này thì làm bài tập trong này là mình thấy nó cũng tóm tắt đầy đủ hết đó. Cái này ví dụ như nó kiểm tra lần một này, sodium chi này là dân kiểm tra gì đó bằng trăm với lại là không, thì nói chung cái này cũng tóm tắt vậy thôi, giống hồi nãy mình có nói là trên cái bảng đó là nó cũng y chang à, kiểm tra nó kia đây thì dân sư vương thì hầu như là nó cũng giống nhau, nhưng mà lại trong này nó có mấy cái bài tập đó thì chỉ mọi người làm xong nếu mà mình để mình gửi cho mọi người tìm hiểu rồi cái này nó đừng có OCN. À đây hình này hồi nãy á, chắc hồi nãy rồi đây mình thấy này, khi mà bữa trước vào khi nào mà giá trị của mình nó lên gần đây á thì nó sẽ gây là dôi tù này, và cái này là bữa trước cho nó là giống hồi nãy mà, thì là nó sẽ gây nguy hiểm cho cái nhà sản xuất này, còn mà càng về sau càng dưới trường mà càng về dưới này này thì nó sẽ gây ra nguy hiểm cho cái người tiêu dùng này. Là về trước thì cũng học cũng giải thích cái này rồi thôi. Cô bạn ấy cho mình hỏi cái nguy hiểm cho người cho nhà sản xuất á, là cụ thể là giống như kiểu là làm cho nhà sản xuất mất công phải sản xuất ra những sản phẩm chất lượng hay là sao, cái ý nghĩa của chữ nguy hiểm với nhà sản xuất nó bạn có thể giải thích cho mình. Cái này thì người ta nói là đây này, tức là ví dụ như mà cái lốc của mình á, mình sản xuất ra đúng không, mà thực ra lốc lốc đó là lốc tốt, nhưng mà khi mà mình đi kiểm tra á thì nó lại đánh đánh giá cái lốc của mình đó, mình xui xẻo mình bị đánh giá là lốc đó là thành là lốc xấu rồi đúng không, nó bị trượt đi thì có phải là nó nguy hiểm nó mình lỗ đúng không, mình nói nôm na vậy chứ mình không nói trong cái thực tế gì đó. Còn trường hợp mình là người đi mua đi, mà trong khi mà tại vì kiểm tra là gì, nghiệm thu là nó đi tôi đi kênh xa đúng không, là mình kiểm tra theo là mình lấy mẫu thôi, thì lấy mẫu thì không không may thì cái mẫu của mình lấy thôi. Thì ngược lại thôi, thì cái lô mà xấu người ta nói này lô tù dôi lô tù, nhưng mà được coi là lô lô tốt này, thực ra là xấu này của mình người ta có ghi rõ này đúng không, nhưng mà cái lốc đó là được là coi như là dôi lô tù, thì có phải là khi người tiêu dùng á là mình đúng không, rồi là khách hàng là nó sẽ bị nguy hiểm, là nói chung là mình nói là lỗ đi đúng không, à, mình chỉ hiểu nôm na thì người ta cũng nói vậy do lốc tổ này thực ra lốc tốt này mà
Wariloto này, Minasukoto này, nó nằm ở trên này, là cái xác suất nó cũng 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 thấp thôi, nó đi đường cong, nó đi đi về như này, nó mình đi, đi hiểu vậy á, hiểu. Còn nhưng mà cái câu này thực ra nó ra nó cũng khi nó cũng ra nó cũng ghi vậy luôn á, tại vì trước đường cong OC thì chắc mấy anh sân bay cũng cũng nói vấn đề này nguy hiểm cho sản xuất với là cho người tiêu dùng này. Nên á, hình như với chỗ chương kia người ta có nói là cái việc mà tránh giống như sạc kê rưa, cái tránh hai cái vấn đề này á là cần phải nắm bắt được là không thể tránh khỏi á. Hình như có một cái câu trong đó mình không nhớ. Ở trang 258 và phần ở trên đầu á. Đây nha. Đây là mình tiếp. Đây là con này. Hãy có cho mọi người có được mấy câu này nè, người ta nói C sang Kawa này, hoặc là cái người tiêu dùng á, sorry sorry suy là suy cử này, ô ừ, cô tổ này là rơi là sẽ bị lỗ, là bị thiệt hại á, nên mình phải hiểu cái vấn đề này trong cái Nurikenta này là vậy á, nó bản chất là nó vậy. Đây hồi nãy mọi người coi cái hình này này, thì hồi nãy mình nói là cái NS trên NS là 0.05 này, NC trên N0 là cái gì, đây là cái bảng mà mình kiểm tra tabletic cancer 1 với 2, nhưng mà trong người nhìn sơ qua trên bảng mấy người hiểu rồi thì nói, nhưng mà sợ lần đầu chưa có gặp đó, mới là vào nghề thì này, thì N là gì, doctor nó sao rồi này, còn NS á là candidate yosa nó quê ta là sư này, trên cây yosa quê quê ta sư là NC này, thì khi mà mình kiểm tra có phải là 71 đúng không, thì mình kiểm tra xong cuối cùng là mình đem đi xét với thằng này, nếu mà nhỏ hơn thì là của quốc cử đây, giá trị P hồi nãy đó là cũng là P1 cộng P2 thì người ta tính ra được đúng không, đây 0.05 này là đạt hết. Đó, 71 của mình này, Hari Nagasa, Kadaka, Tsuichi Bunno Nagasa, Harinose này, Tsubunose và Harinose Nagasa. Thì khi mà
trong công ty nó lâu rồi, bắt đầu người ta mới đi kiểm tra lại. Thì đây là cái ví dụ vậy. Mọi người dễ hình dung. Các bạn thì mỗi mỗi công ty nó có, đây là mình này như trong quyển sách đồ thôi. Đây trong cái bảng tên sao của mình là nó, đây là một bài tập nha, nhưng mà mình lấy cho mọi người dễ hiểu. Ví dụ đang mình đang kiểm tra cái Nagasa, Nagasa đúng không? Thì giới hạn trên, giới hạn dưới. Đây. Đây là 20 từ trên sao mọi người, là mình kiểm tra trực tiếp là cái bảng mình đi kiểm tra đúng không? Thì lần 1 này thì nó cũng ghi vậy á. Nếu mà lấy 10 cái, nếu mà không cái thì đạt, một cái thì tiếp lần 2 vậy thôi. Xong lần 2 nếu mà mình cứ lấy tiếp, nhưng mà hai cái thì mình ghi thì là sản phẩm rớt, nó không đạt. Nên là những cái mục mà mình nhận định, ví dụ như thằng mình đo được cái thằng Asira, Asira mà đây là giới hạn mình đo được là 5.5 đúng không? Cho năm thì khi mình đo là nó vượt qua cái Kanrikyu Yosa rồi, thì là chỗ này là rớt rồi này. Đây, lần 1 rồi game lần 2. Ok. Mình làm bài tập để mình ôn lại nha mọi người. Làm thứ một câu đi. Mình xin mời bạn Nguyễn Văn Thạch làm giúp mình câu này đi. Là 3.5. Bạn thấy màn hình không? Vẫn to lên đúng không? Thế rồi ạ. Làm giúp mình câu này nha. Câu này hiện tại thì theo như trong cái bảng 4.6.2 thì là câu sai sẽ là câu số 3. Nó là cái tay bút chỉ kem ra một thì là một lần đấy sẽ là 10 cái thay vì 5 cái như ở trong câu hỏi như ở trong trong cái câu hỏi gì vì Không, cái là 5 cái đúng không? ý thứ nhất à câu này nó nói về là những cái trong những cái câu dưới sau thì là câu nào sai thì hiện tại câu số 1 thì nó nói về cái Shurikensha một nó đúng 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 như trong sách luôn nhưng mà nó nói về cái phương pháp mà thích hợp cho cái Sanaken Sadeo trong cái trường hợp
sao mà mình có chữ thỏ từ chỗ đen 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 chết chữ này, mọi người có Sorry, nghĩ thế sorry, nhỉ? sorry, sorry. Đi vào nhé. Có cô số một thì nó là cái shuriken sai chi, thì nó bảo là cái phương pháp này thì nó có thể xác nhận toàn bộ cái sản phẩm, xem từng sản phẩm ấy, nó có vượt qua cái gen cái kêu xa không, và có thể đánh giá thêm được cái rốt tội nó đạt hay không đạt, nhưng mà chỉ áp dụng trong cái trường hợp mà cái xa này kêu cự mà gen xui thôi, chứ không thể là Rồi. bố bên tê kỳ. Rồi gen si kia sao? Nhưng mà vừa nãy không phải là nó cặp lên nó cặp lên toàn bộ sản phẩm này gen sehin này, đúng là mình có thể xác nhận được là về gen toàn bộ sản phẩm của mình luôn đúng không? Ok. Câu thứ hai nói về cái Sony Kensa 2 thì này, nó bảo là không thể xác nhận toàn bộ cái sản phẩm là nó có nó bảo là chỉ áp dụng trong cái trường hợp mà Sanaiken sai kiểu cự mà Bun Tiki theo cái Bun Tiki, và trong cái trường hợp này ấy, thì là nó sẽ đánh giá xem mà các cái sản phẩm ấy, nó có vượt qua cái giới hạn nhân cái kêu sai không, nhưng mà không thể xác nhận được ở toàn bộ cái sản phẩm ấy nó đạt hay không, bảo nó quá nó vượt qua được cái giới hạn trên cái kêu sai không. Đúng không? Đấy, câu thứ ba thì là cái tái bút duyệt Kensai Chi, thì nó sẽ là kiểm tra trực tiếp, kiểm tra là nó là cái phương pháp kiểm tra trực tiếp cái độ chính xác của cái sản phẩm, và nó không liên quan đến cái xa này kiên xa kỳ độ cực nó có hay không, và cái phương pháp kiểm tra thì nó sẽ có hai hình thức, sẽ có hai lần lấy mẫu, hình thức của nó là sẽ hai lần lấy mẫu, lần thứ nhất và lần thứ hai đều lấy một mẫu, lấy 5 cái, và để đánh giá đạt hay không đạt thì nó dựa theo cái Kanikyosa, thì mà trong sách nó ghi nó lấy 10 mẫu thay vì lấy 5 mẫu, à lấy 5 cô 5 cô. Mấy cái đoạn số này cũng xa luôn đúng không? Đấy, đấy 10 cái. Ok. Câu số 4 thì nó nói về cái tái vật sự kiện xà 2, thì nó bảo là cái phương pháp này thì không thể đánh giá trực tiếp được cái độ chính xác của sản phẩm, và nó là cái phương pháp để xác nhận cái độ tin cậy của cái Sanai Ken Sakiro cự, nhưng mà chỉ áp dụng trong cái trường hợp mà cái Sanai Ken kêu sự mà gen xui thôi, chứ không áp dụng cho bên tế kỵ. Và cái phương pháp kiểm tra này thì là sẽ có 2 lần lấy mẫu, mỗi lần lấy mẫu được nữa về gì nhỉ, cái phương pháp này thì mình Mechanical Turing Sabari Turing Vũ Sư Mechanical. Cái phương pháp này thì nó sẽ có tiến hành 2 lần lấy mẫu, hai lần lấy Mikitori, và mỗi lần sẽ là lấy 5 mẫu, 5 cô Ừ, cũng giống với thằng trong cái rốt cục. trên một đúng không, nhưng mà nó lấy một lần là 5 cái thôi, thằng hai và thằng ba. Câu số 5 nói về cái tay vật sự kiện xa số 3. Nó cũng bảo là cái phương pháp này thì nó không thể đánh không là không phải là không phải cái phương pháp mà không phải cái phương pháp tay vật sự kiện xa ba này thì nó chỉ áp dụng trong cái trường hợp mà Sanai Kiroku Bun Tiki thôi. Trong sách này là nhân sinh ta được ngoài được Đúng rồi, nó có gen sư nó không, mặc ý là cái này gen sư là vẫn được, mà nếu mà vương cái kia mà luôn ghi cái chép một kia phần cũng được thì đương nhiên là thằng thằng toàn phần là nói chung gen sư là được, là chắc chắn là đúng không? ok, thì nó bảo là chỉ thích hợp trong cái trường hợp mà sau này cái này kêu được theo phương pháp bùn tê kỳ, và Ui. nó có cái phương pháp xác nhận cái độ tin cậy của cái Sanai Ken Sakio cự, nhưng mà không thể trực tiếp
trên sợ cái của chính xác của sản phẩm. Cái ý này là sao mọi người? Xong tên sẽ có một cái nó bỏ nào. Cũng có thể sử dụng trong cái trường hợp mà chỉ có cái sản này kiểu theo tên gốc nguyên tế ký, nên không cần phải gen suy tế ký, gen suy mà cái bước nguyên tế ký cũng có thể sử dụng được. Thì nó là thế à? Sản này và ai? Nên trong trường hợp mà cái sản này kiểu theo tên mà chỉ có bước nguyên tế ký thôi thì nó vẫn áp dụng được, chứ không phải là gen suy tế ký. Thì nó Em là ý thế. vì con này cũng dễ nhầm mà mình ý mình đọc mình cũng thấy là đúng không? Tại vì chỉ cần hai là chỉ có là bôi vương tây kia, nhưng mà trong bài giải thích là chính xác á, là chỉ trong trường hợp mà chỉ tức là trong những trường hợp mà cái công ty mà nó chỉ ghi chép một phần thôi á, thì trong những trường hợp như vậy là vẫn có thể sử dụng á. Chỉ cái câu này đôi lúc mình học tiếng Nhật của mình mà chỉ cần hai đôi lúc là mình dịch sai thôi, nhưng mà thực ra mấy câu này vì trong cái đề thì nó dạy mà mình thấy cái này thì nó sai nhiều hơn, nó chắc chắn là nó sai rồi đúng không? Thì vào thi mà thấy trường hợp này nó ủa sao mình dịch câu này cũng được mà trong sách nó nói là gen si ken sao mà trong này từ giống bưu bưng ken sa si cả, thì mình cứ chọn cái thằng nào mình biết chính xác hơn thì nó đôi lúc mình dịch nó cũng mình không hiểu ý của tiếng Nhật hết đâu. Ok, cảm ơn bà nha. Lúc đầu mình cũng tính câu này tại sao nó cũng cũng thấy nó thắc mắc câu này á, ý này á. Về tiếp tiếp theo mọi người cho mọi người nhớ luôn, nó ôn lại cho nó dính sau mọi người làm thi nữa là vô là nhớ thôi. Mình xin mời bạn Lê Ngọc Tuấn làm giúp mình câu 22. Hello, Tuấn ơi. À, thầy bằng Lương Đình Phúc. Phúc có đây à? Mình ơi, bạn tiếp bạn tiếp theo nha, là Trần Trung Hiếu. Nguyễn Văn Phú. Sao danh sách vắng nhiều ta? Ok, mình nhờ bằng nữ làm đi. Nguyễn Thị Thùy Dung à. Alo, em đây ạ. À, làm giúp mình mới được không? Nhưng mà em mới hôm nọ vừa trả lời xong mà. Ủa vậy à? Chứ giờ mấy bạn nam đi đâu hết rồi á? Nữ Em đi. nhiều mà Tân. Nữ Hả? nhiều mà. À vậy, như, rồi mình, rồi bạn Vừa khác vừa anh. ai gọi em ạ? À, Đức Phúc đúng rồi ạ. Tốt à? Ơi trả lời giùm mình nha. Em hay chị Dung? Đúng rồi, Phúc đúng không?
Đi, để em Sao làm cho. cô đây. Làm câu 22 này anh ơi. Ừ, 22 á. Câu 2 em cứ dịch từ đầu đến cuối nhá, xong rồi chọn đáp án Ok. sau nhé. Ok. Câu 1 thì nó bảo là cái tài liệu kiểm tra 1 đi thì là cái phương pháp mà có thể áp dụng chỉ với cái trường hợp mà cái ghi chép của sạn A kia sạn mà có toàn bộ. Thì cái đốt tội mà đánh giá là đánh giá là đạt hay là không đạt ấy thì à quên, cái này nó có thể xác nhận trên toàn bộ sản phẩm là có vượt quá cái dung size giới hạn cho phép hay không trên từng cái sản phẩm. Thêm vào đó thì nó có thể đánh giá được là cái lô đấy là đạt hay là trượt. Thì câu này đúng không? Ok. Tiếp ý thứ hai. Câu 2 thì nó bảo là ở trong giá 6 thì trong cái trường hợp mà không có ghi chép đặc biệt ấy thì dựa vào cái mục số 7 như là cái mục số 7 như là cái chiều dài của Hari hay là chiều dài của Hashira thì chúng ta tiến hành kiểm tra sạn A kia sạn toàn bộ những cái mà còn còn sót lại. Tuy nhiên thì thông thường thì theo cái mục mục 7 ở đây thì có thể áp dụng ở cái Shuriken xạ 1. Thì cái này đúng không? Tức là trong 71 này nè, trong 71 hồi nãy bạn nói là Hashirashi si rồi này nó á, Harise chứ, Hashira là sao thì là có thể kiểm tra bằng phương pháp là Shuriken chi đúng không? Tiếp theo cô 3. Cô ba nó bảo là cái phương pháp kiểm tra Shuriken xạ 2 ấy thì nó chỉ có thể áp dụng trong cái trường hợp mà chỉ có một phần một bộ phận của một phần của cái ghi chép của sạn A kiên xạ. Và cái ghi chép của sạn A kiên xạ này trong cái trường hợp mà nó chỉ có một phần ấy thì nó không thể vì là nó không thể xác nhận được vì là nó không thể xác nhận được cái toàn bộ sản phẩm là có vượt quá cái dung size giới hạn cho phép hay không. Nên là ở cái kiểm tra này ấy, thì cái mà chỉ có cái gì nhỉ? Cái dung size quản lý thì nó được làm cái giá trị để đánh giá. Đánh giá Thì đúng con này không? Là đúng luôn. Câu 4 thì nó bảo là ở cái kiểm tra trực tiếp trên vật, kiểm tra tài vật sự thì là cái phương pháp quản lý trực à là phương pháp kiểm tra trực tiếp độ chính xác của sản phẩm và có thể áp dụng trong cái trường hợp mà chỉ trong trường hợp mà có toàn bộ cái ghi chép của sạn A kiên sạ và có 2 lần lấy mẫu là lần 1 lần 2 là 10 cái thì đúng. rồi đúng không? Công năng nó là cái phương pháp tài vật sự kiên xạ 2 thì không phải là phương pháp trực tiếp đánh giá độ chính xác của sản phẩm mà nó là phương pháp để xác nhận độ tin cậy của ghi chép sạn A kiên xạ mà nó chỉ áp dụng trong cái trường hợp mà có toàn bộ cái ghi chép của sạn A kiên xạ. Và cái phương pháp 2 thì là lấy mỗi lần à lấy 2 lần lấy 1 lần 2 mỗi lần 5 cái. Và vậy thì con nào cũng đúng Đúng. hay thì con nào sai? Bốn sai đấy. Từ 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 Anh cô bốn á, chỗ chỗ dạo này kiên xạ chỗ ký đô cự gái dân xưa được nomi à rồi không cần ừ, đúng rồi đúng rồi rồi chỗ này đúng là hai nghìn đồng mì nó không liên quan đến cái
Dạo này kiến xạ. Xin lỗi mọi người. Cũng muốn xài. Ok đúng không? Cá bớt trừ thì nó không có liên quan tới ghi chép của công ty có hay không đúng không? Ok, cảm ơn bạn nha. Mọi người có thắc mắc gì không ạ? Cái này thì nó cũng mình làm lại chỗ nhớ trong sách này thôi chứ. Mình cố gắng nhớ nó. Mình cho đọc cái này thì nó mất thời gian, nhưng mà ví dụ mình vào mình coi lấy mẫu đồ này nó 5 hay là 10 thì là mình phân liền luôn. Mình đâu mất thời gian. Thôi vậy mình đi tiếp phần rồi, còn thời gian rồi mình quay lại làm lại nhé. Còn phần tiết cuối này nó xong mình làm được. Mình chính của mình là đi đâu mấy phút khác này là ok. Tiếp theo là một con mục 6.5 là Fugai no Sochi. Fugai là lỗi mà là cách xử lý cái lỗi của mình. Lỗi trong sản phẩm đó. Thì ta định nghĩa là Fugai của đây Fugai niwa na go hi han te ki jun o majuku shinai futegi o bun dake dewa denaku goku hình để atte mo ippan hitsuyum ni terashi te kaijen ga hitsuyo to handan saremono mo fukumeru koto to suru là trong lỗi của mình không phải là khi mà mình kiểm tra là những cái sản phẩm mà lỗi không, mà nó thấy nó bao gồm có những cái sản phẩm mà khi mà đã thành phẩm lúc tôi đó đạt rồi, nhưng mà khi tức là gì là khi ra ví dụ như mình đem ra quảng trường là ngoài công ngoài game bà mình lắp rồi đó, lúc cũng bị người ta phản ánh về á, thì những cái trường hợp như vậy cũng là gọi là sản phẩm lỗi mặc dù là nó đạt rồi á. Này người ta cũng có giải thích này là thực sự giữa sự vui này ok này vô các cực kỳ căng ra Đa hát ga Age ra này là ví dụ như sáng những cái sản phẩm này vô cửa hình nó phư phư gai là cái lỗi của những cái lóc cái hàng mà đạt á, thì là những cái lỗi trong bộ phận hàng á, là được phản ánh là nhiều này mặc dù là nó là đạt rồi á. Tiếp theo là mình đi tiếp Fugai no Sorino Tejum là cái quy trình mà xử lý cái lỗi Fugai Sanai Kensare Fugai no Hakesta Tokiwa thì theo cái bảng 6.6 này ngay khi mà phát hiện ra xong lỗi thì mình làm theo cái tiêu chuẩn ghi dung này. Cái này người ta có nói là bạn nói gọi là pro pro này Taster Nojomashi Sorino Ruto nè Sei no mono fugai sori ni kanshite kero to Chai Hakboshi ni kashite kero ni futatsu wakete kangeru koto ga dekiru la. Do hai lỗi là ở cái mình phòng chống cái lỗi này á, là nó là lỗi ở sản phẩm mà đây này Genshin là nó thực tế này, và cái thứ hai là trong cái giai đoạn mà mình phòng chống nó phát sinh lỗi.
Arakajime sori yosoga sora namarete inai fugai ni chite liên quan tới cái cái cách xử lý mà không được quy định thì ta cần phải đây mình phải có nắm rõ tổng hợp những cái phương pháp về là về tính an toàn trong cái của công trình này, những ảnh hưởng đến cái chất lượng cái trong cái quá trình sản xuất này và ảnh hưởng tới cái yêu cầu chất lượng sản phẩm của bên chỗ thiết kế, nắm vững cái đó để mà đưa ra những cái phương pháp xử lý cho nó phù hợp. Và đặc biệt khi mà mình họp với bên chỗ tiến hành họp với bên chỗ Seiko, bên chỗ thiết kế để đưa ra cách xử lý như thế nào hoặc là sai sắp từ là làm lại. Còn trong trường hợp mà khi mà nghiệm thu á, mà phát hiện lỗi á, thì là trong trường hợp mà phát hiện lỗi trong cái quá trình mà nghiệm thu á, là nó sẽ vì á, là nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái quality của gì của mình, nên mình cần phải là phát hiện trong các quá trình sản xuất trong xưởng này để hạn chế xảy ra cái lỗi đó và đưa ra biện pháp cải thiện. Đây là cái biểu đồ cái quy trình Fugai Sori no Kurochato, là hôm nay mình nói ở trên đó. Cái quy trình ví dụ mà mình ở trong xe cực quá trình mình sản xuất mình phát hiện lỗi này thì mình phải điều tra cái nguyên nhân, và sau đó thì mình coi trong cái quy trình quy trình sản xuất của mình là có lỗi hay không. Nếu mà có thì bắt đầu mình đi đô xe lại và sửa chữa và là kiểm tra lại cái bảng này thì nó nói cái quy trình mình xử lý khi xong lỗi như thế nào thì mọi người người đọc tham khảo thêm nha. Lý mục tiếp theo là 6.5.2 là Fugai no Sorino hô hồ là cái phương pháp để mình xử lý cái lỗi, thì là Fugai no Sorini Atari, thì Fugai no Kesusu Yabaraski no Okisanado Fugai no Yorokensashi Saiso ni Fugai no Jen cái này tên nhiều定性的な、定量的に達したら、らしく捉えることが必要な。Tức là khi mà mình tiến hành mà xử lý, điều tra những cái xong rồi của mình là mình cần phải nắm bắt là tổng một cách tổng quan về cái này là TC thế kia là định tính và định lượng. Thì cái đó là gì thì Fugai ga Dono Kote de Hashiru ka này Dono Genin wa nani ka Tesi Suri no Taisho ga Fugai no Fugai Genin dake de yoi ka Kono Kote Mondai ga aru ka ro ka ro ka naro o Handan suru hizyo thì mình phải cần khi mà sản phẩm lỗi thì nó bị lỗi từ nó phát sinh ra từ cái quá trình sản xuất hay là sao, và mình phải đưa ra cái nguyên nhân, tìm hiểu cái nguyên nhân, và khi mà mình sửa lỗi thì mình sửa trên cái game bơ trừ hay chỉ là trên cái sản phẩm thực tế đó thôi có được hay không, hay là phải là phán đoán nguyên các cái trong cái quá trình mà cô tê của mình nó có vấn đề gì hay không.
chữ khó khó ở trên là chữ chữ bô, Zenbo, toàn cảnh, toàn bộ. Jambo Từ khó ha, ông là viết sách lựa lựa từ gì mà. à, tức là mình nắm rõ một cách tổng quan về hai cái đặc tính này để mình phòng chống lỗi. Ra cái chỗ mấy cái phương pháp mà phòng chống lỗi này nó toàn ghi toàn chữ không à, nên mọi người cũng phải đọc á, còn vào thi mà không đọc là vào thấy mấy từ mới là mình mất thời gian liền, nên mình cố gắng đọc cho mọi người vừa lúc đọc mình dở nhưng mà mọi người nghe đâu vào đó sẽ nhìn lại lần nữa rồi mọi người làm bài tập thì nó sẽ nhớ hơn. Tiếp theo là trong cái nếu mà trong cuộc trong quá trình này cô tê chini môn đai ga trong trường hợp mà quá trình của mình mà nó có vấn đề á thì sẽ cử tê dùng kanji jiko kanji chi nado ni tashite gu tai te kina mi nao si ga hitsuyo ni naru, thì mình phải xem xét lại trong cái giá trị quản lý hoặc là có cái mục quản lý hay là cái quy trình sản xuất của mình nó có vấn đề gì hay không, và đặc biệt này liên quan tới cái người mà đi mà xử lý cái lỗi đó thì phải là từ mình Mizukara no me de genbutsu o kakunin surukoto wa sono go no shochi o tekitsu na mono to suru tame ni mo hitsuyo de aru. Đó là cái người mà liên quan tới cái người mà xử lý cái lỗi đó, thì phải tự mình đi xác nhận xem là thực tế là cái lỗi đó như thế nào, và từ đó là sau đó mới đưa ra được cái cách xử lý cho phù hợp. Cái này mọi người cũng ngồi nha. Cái ví dụ mà nếu xử lý lỗi như thế nào thì mình sẽ tham khảo vào cái hai trong cái cuốn này là tại cô chị cô gì thì xin với là cô vô sẽ được hen này. Tiếp theo là một là Fugano Sai Matsu Boshi là phòng chống lỗi, thì đây này phòng chống lỗi thì Koteno Kaizen Hu Koteno Kaizen ni Hukka Naranai, và mình chỉ còn nó chỉ còn cách là không phải còn cách nhưng mà mình chỉ có cách là phòng chống trong cái cô tê của mình thôi, mình cải thiện trong cái cô tê của mình thôi. Cải thiện nó cải thiện này không cần là này, thì những cái đối tượng mà kiểm tra là có như người ta nói là 4M này là cái gì, là cô tê về cái ghi trừ là về kỹ thuật này, kỹ năng này, về kia kia và radio và phương pháp. Đây là một cái hệ thống để mình cải thiện. Tiếp theo là nếu mà cô tê đến này Sojita Fugai ni kashite yo ni suyo Sakagi Osa kara Kote Tanto sa ni chitaerare Kote Tanto sa kara Sesaku no Subete Kote o haku shiteru Sesaku kanri Gyu sa ni chitaerare. Và khi mà có thông tin mà có cái thông tin mà liên quan phát sinh lỗi á thì cái người mà đây này người công nhân mà người thợ là sẽ truyền đạt đối với cái người tan tù, và từ đó cái người tan tù sẽ lại là nắm vững và truyền đạt lại cho cái người xe sắc từ yêu xa này sẽ được can yêu xa, và cái người kanji sẽ can yêu xa thì là từ cái cặp từ kiểu cara này thì đưa ra những cái thông tin về trọng lỗi
và mà tôi BT lại sẽ nắm bắt lại và tìm hiểu đào sâu những cái nguyên nhân mà xảy ra lỗi đó, rồi sau đó là sẽ mình đưa ra cái phương pháp xử lý. Mọi người đọc nói riêng cái này. Thì khi mà mình đưa ra phương pháp xử lý xong rồi á, thì liên quan tới những cái KPI mà nó trong trường hợp nó ảnh hưởng đến cái chất lượng mà thi công á, thì bên chỗ mà phá bờ á, là cái báo cáo với bên game vào với là bên thiết kế của Jikanrisa để mà tổ chức họp thảo luận và đưa ra cái đối sách để mà phòng chống được phòng chống cái lỗi đó. Hugai nobushi surutame ni motomo yuyo nakoto wa kakuto Sagi osa oyobi tanto sa ga sono gijutsu teki naijo wo jibun haku suru to tomo ni kote no naka de jibun no yakubari ichi jike wo rikashite koro dekiru yo ni suru koto de aru la để mà cải thiện tốt cái việc phòng chống lỗi đó, thì cái người thợ này cũng như là cái người mà có trách nhiệm thì cần phải nắm vững trong cái quá trình này, trong cái quá trình quy trình sản xuất này, hoặc là trong cái quá trình của mình, là phải từ cái vai trò của mình, đặt cái vai trò của mình vào đó để mà hiểu biết và hành động thì nó hay là cái này mọi người cũng cái này đâu là cái người Tayo sao với là Tanto ok. Thôi vậy là mình đi hết đi. Tất cả toàn bộ là anh là hết cái chương 4 này rồi, là 15 câu. Tổng cộng chương 4. Cái phần này phần này thì mình chỉ có làm bài tập thôi, mình mới cái gì mình hiểu được cái chỗ phòng chống lũ này nè. Mọi người làm bài tập nha. Thế là mình đi hết xong chương 4 rồi đó, rồi bắt đầu sang chương tuần sau là mình có chương 5 nữa là xong rồi. Mình đi thi rồi. Chương 5 chương 6 thì nó cũng toàn chữ không à. Cũng khó hiểu tại vì nó không liên quan gì đến cái bên luật pháp thì nó ít liên quan, nhưng mà nó có 6 câu, nhưng mà thực ra cái chương 5, 4 chương 5 là nó dễ lấy điểm nhất á. 6 câu là nó không có đánh đố gì, nó vô mình chỉ cần làm qua nhiều là mình biết, là mình cứ cứ đánh thôi, là nó 6 câu đó là chắc chắn nó còn dễ hơn. Lấy dễ hơn có mấy câu tính kết cấu phần là chương 1, chương 2 nữa. Thì mọi người cố gắng còn chương nữa, mọi người cố gắng lên nha. Ok, giờ làm bài tập đi để mình hiểu cái vấn đề ở sau nữa là xong. Cho nên làm câu 24 nha mọi người. Hôm nay anh Huy nói nhiều bằng nữ đúng không? Anh kêu bằng nữ làm phụ mình nha.
Nguyễn Thị Tâm. Hello Tâm ơi. Hay là Tâm có hả? Hay là Đoàn thì Thùy Dung. Alo ạ. Làm cho mình tiếp bằng câu này nha. Dạ vâng ạ. Thì cái câu 24 nó nói về là kiểu cái phương pháp xử lý cái phương ai và biện pháp mà kiểu để chống nó phát nó tái phát, thì câu nào là sai? Câu thứ nhất. Thì từng ý cũng được vào. Đúng ạ. Cái phương pháp, cái việc xử lý phương gai thì điều tra cái trạng thái, điều tra cái hiện cái trạng thái về cái số lượng phương gai độ lớn, độ lớn của cái Barachi kia, cái không bằng bèo đó. Đúng rồi, về lịch đó. Trước hết thì là Con đang nghi nói game bồ này, đúng không? kiểm tra cái định tính định lượng, kiểm tra độ chính xác, là độ chính xác về định tính định lượng mình. Tức là mình nắm vững là mình hiểu được cái chính xác về cái hai cái đặc tính này, định tính và định lượng á, trong cái phòng trống cái lỗi này này, Câu mà này mình nhìn đúng. muốn mình nhìn một cách tổng quan thì giống như ở trên mình có đánh dấu rồi là nguyên câu này Vâng. nói cho này đúng không? Ok. Câu thứ hai thì à. Cần phán đoán xem là nó phát sinh ở giai đoạn, phát sinh lỗi ở giai đoạn nào. Ước dự tính cái nguyên nhân, à, dự đoán nguyên nhân và xử lý cái đối tượng mà xử lý thì là chỉ mỗi những cái, chỉ những cái mà bị lỗi, chỉ xử lý những cái bị lỗi thì có được hay không? Hoặc là trong quá trình Trong cái, nghiên cứu của mình vấn đề có gì vấn đề không, gì đúng không? không? Cái Thì này là cũng câu đúng, này cũng là đúng. cái này cũng đúng. Ok, tiếp câu Câu 3. ba thì là trong trường hợp mà ở trong cái cô tê nó có vấn đề phát sinh ấy, thì sẽ phải xem lại, xem xét lại cụ thể những cái trình tự sản xuất, những cái hạng mục quản lý và những cái giá trị quản lý. Câu này cũng đúng ạ. Cũng có trong xem y chang câu này đúng không? Đúng. Câu thứ tư. Liên quan đến cái người quyết định cái sự quyết định xử lý lỗi thì sẽ là tự mình kiểm tra cái sản phẩm thực tế và à, trên nhu cầu. À, vì cái ấn tượng ban đầu thì không thể tiến hành cái phương pháp xử lý thích hợp.
nên là cái người mà phát hiện ảnh, cái người xử lý và cái người mà kiểm tra, cái người quyết định cái phương pháp xử lý và cái người mà kiểm tra sản phẩm thực tế thì không được là cùng một người. Đúng rồi. Đúng hay sai sai Cái này sai. sai sai chỗ nào? Sai là cái này nó phải là cùng một người. Ở trong sách người ta cũng có nói. Nói là Mitsukara no me de hiện lịch sử Tại vì câu này người ta nói nếu mà của cái người tổ mà quyết định mà sửa chữa thì là nếu mà từ mình mà cặp nên sự yếu tố này là mình thực hiện từ mình mà cặp nên thực tế thì vì là nó có cái tính gọi là định kiến ở trước, tức là ví dụ mình nghĩ là mình từ mình á thì nó sẽ không có đưa ra được cái phương pháp mà để xử lý á, trong này người ta nói này đúng không? Thì kina sorio kokonai nak này, nếu mà từ mình mà kiểm tra thì mình sẽ không đưa ra một biện pháp mà xử lý, thì thành ra ý này là nó đã sai rồi đúng không? Trong sách là buộc cho mình phải tự kiểm tra, mình coi nó là thực tế nó như thế nào, từ đó là mình sẽ đi kiểm tra, mình đưa ra cái phương pháp để mình xử lý đúng không? Vâng, câu này sai ạ. Rồi mình tiếp tiếp cho mình câu 5 luôn đi. Câu 5. Trường hợp mà Trong trường hợp dòng lỗi của mình á mà nó ảnh hưởng đến cái này vô dồi dên tay vì toàn bộ cái cấu hoặc là nó trong quá trình nó tích lũy á, cái này là cái tích lũy gì á, Rinseki. thì là khi mà trong trường hợp nó ảnh hưởng đến Trường cái hợp nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái lỗi, nó ảnh hưởng đến toàn bộ cấu tạo của những hình dạng cơ kiến, hình dạng công trình và tầng băng thêm ba nhịp tầng, số tầng, số nhịp gen và mình phải cần phải nắm bắt được cái hiểu rõ được cái đặc trưng của cái vâng, kết trong cấu một đúng công không? trình kết cấu Sau đó và mình mới đưa ra cái dựa vào quyết đó mới đưa định ra phương pháp cái xử lý xử cái lý lỗi. chắc rồi. Câu này đúng, ở trong sách nó cũng có. Ok thì nhưng câu này sai là nhìn nó tại vì từ quá mấy câu này mình đọc á, đọc nhiều mình thấy nó là mình chỉ dùng dịch ra nó nhiều, nó hầu như là dịch là toàn đúng không à. Ok thôi mình cảm ơn nha, cũng đã 10 rưỡi rồi nhưng mà mình rồi mình cho mình xin tiếng nha, bài tập thì chắc mình làm ngay tới đó rồi mọi người về nhà làm thêm là được, sao hình như là có anh có xem bài dạy tiếp chủ bài tập nữa anh chủ nhật hay sao, thì còn mấy câu thì tại vì mấy câu tiếp theo thì nó cũng cũng giống nhau à, mình chưa mình cô kêu hồi nãy mình nói cái à cái này mọi người thấy màn hình không? Có. À cái mà đây là cái phương pháp Tabuchi Kensani này, thì khi khi mà mình đã người ta đã đo đạt được các cái số này đúng không, đây ví dụ như hạ đầu tiên là đây là Hashirama Nagasa, đây là mình giới thiệu vô cho mọi người dễ hiểu tí, tại hồi nãy mình không có giải thích được cái đồ đó nên đó là khi mà người ta sẽ có những cái số liệu như thế này, ví dụ là Heisakenichi Z này là 0.2, rồi người ta tính ra tất cả những cái này rồi, tại vì ta vừa ta vừa từ ni với sao thì mọi người biết rồi, nhưng nữa là người ta không có
sau này người ta làm đề thi hình như là cũng có một cái câu đó là nó vừa nó ghi là nó vừa vào đâu thì nó đánh giá, thì có phải là hai ba là nó vừa vào đâu, vừa vào cái Morachiki với là category đúng không, còn cái một là bên chỗ quản lý rồi, nên để mà vừa vào thì hai cái đó để mình biết là mình đây nó là cái giá trị là trong sách nó ghi là t ken t no cái k này, thì cái giá trị này là mình người ta tính ra được trong trường hợp nếu mà không có này, nó không có vượt quá được hai cái này thì còn cái giá trị t t thì gọi là category này, còn s đó thì là f này ken t nó kịch k này là bên Barachiki, thì trong sản phẩm của mình mà không có cái nào mà nó dưới này thì người ta là Nasi này, thì kilo của mình là đạt này, có hai cái nào cũng đạt hết, thì cái F là tính thì nó có cách tính của mình là V alpha trên VM này, thì trên này là có VM rồi đây, VM là L nó ra thì VM bằng 1. Đây là khi mà cái người kiểm tra người ta đã tính mấy cái này á thì mình chỉ biết qua, tại vì mình sợ mọi người không có, mình thì lúc lâu mình lâu đầu mình học mình cũng không hiểu nên mình đặt vào cảm giác là biết cái Katayuri với cái Barashiki là cái gì á, cho ra mình cũng không đụng vào cái này, nên mình muốn giới thiệu cho mọi người biết là hai phương pháp hai ba thì người ta so sánh như thế nào á, lúc Kanri Kyoyosa với Genkai Kyoyosa thì trong rất sau đó có đúng không, thì mọi người dễ hiểu hơn, còn cái này Barashiki với đó thì người ta đánh giá là dựa vào cái hai cái mình nói đấy, 2.78 thì tùy thuộc nha, có phải là khi nào 2.78 đâu, thì bên này là do lần một á, thì có phải khi mình tính ra được là lần một thì mình lấy 5 sản phẩm đúng không, thì mình chia cho 5, thì khi mình tính ra được giá trị này là 2.78 này, thì nhưng mà khi mà lần một nó rớt rồi thì qua lần hai mình kiểm tra là mình phải chia cho 10, thì do đó là cái số liệu này nó sẽ thay đổi, nên ở đây là nó sẽ là bao nhiêu này 1.88 với là trên này là 2.26 là nó khác nhau. Ok, mình chỉ giới thiệu cho mọi người hiểu được cái vấn đề đó. Đúng có. Cái này thì là tìm hiểu vậy thôi. Thôi vậy coi như là chương 4 là xong nha mọi người. À tí nữa mình nếu chứ mình gửi cái này chắc mọi người sau này ai có thi bên chỗ xây Kensa thì cũng cũng cái này người ta tóm tắt lại cũng dễ hiểu, mà nó hầu như thi xây Kensa thì làm mấy cái này là cũng ok là đầu rồi, nên sau này có cần thiết tí nữa mà mình gửi cho, với lại là mấy cái này người ta có tóm tắt rồi mình đọc cũng dễ hiểu, có thời gian mà người đọc còn mình cứ gửi sẵn vậy, ai cần thì người lấy về xem thôi, cái này bởi cho anh Tâm cũng chia sẻ cho mình đó. Ok nha mọi người, thôi ở đây mình xin dừng ở đây nha, Tân gửi giúp cả cái bản này, cái mình xem trước cho kể cả cả và mình có thời gian mình tham khảo. à mấy cái này anh Duy, Có kẹt không? Có gì về ấy. Đúng cái này anh Duy. rồi. Còn mấy cái này em trong cái chuyện em làm bài tập là làm bên chỗ xin trên xa thì em có thôi, chứ nó không có cái két à. Không, tức là cắt mình gửi mấy trang này thôi. À đúng rồi, tí để em gửi cho. Em có 3 4 trang gì đó. Thì tại vì em cũng nhìn vào đây em mới hiểu được, em làm em mới biết á. Đúng rồi, mình phải nhìn mình từ từ là mình hiểu thôi chứ. Đúng rồi, tại vì em nói bây giờ em nói lý thuyết á, nhưng mà thực ra cái này em làm bài tập, mình làm bài tập vào mình nói ừ tại vì sao nó sai sai, tại vì mình không làm trong kênh sai nên không có biết, nhưng mà người về mới làm cái này nữa thì nó cũng xong nó hiểu. Ok tí nữa em gửi cho nha, rồi xong cảm ơn mọi người nha, rồi mình cũng khuya rồi mọi người nghỉ ngơi mai đi làm nữa. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người ạ. Tạm biệt mọi Cảm người ơn nha. anh ạ. Cô Tân làm ở cô Mai Hà Rừ hả? Cảm Dạ ơn Tân, cảm ơn mọi người nhé. em là cô Mai. Chưa có thể xong là Mà đây. bữa sơ hỏi trong này có ông nào làm SU Gredo không? Sao không giơ tay?
bữa đó không, à bữa đó không tham gia hả? Không, nhưng mà em làm trước bao giờ em chuyển lên đây rồi, em làm lên lên Tochigi rồi. À cái nhà máy ở Tochigi hả? Không không em hồi trước em làm ở Kuma đã tích cửa Okayama Kujo á, nhưng mà giờ em không có làm nữa, em chuyển lên bằng vẽ. Hồi xưa em làm bên bên thi công, à làm bên lắp lắp ráp lắp với hàng á. À, bây giờ bữa trước hình như có anh có hỏi là được rồi, em ngành nhân có hỏi là trong cái Kensa mà có dùng RT không á, anh có hỏi đúng không? Thì cô Mai là hầu như là cái bực Ken nào công trình nào nó cũng dùng RT hết á, không phải hầu như là em thấy, tại vì sắt ở dưới hồi xưa em làm là làm bên bên lắp ráp mà cầu á, là em lắp ráp BT á, làm bên BT là nó thép nó dày lắm, tầm 40 trở lên hết, mà với là làm mấy công trình cái Shibuya rồi, Cô Mai thì nó lớn mà, nên một lần mà nó cứ kiểm tra duty thì bình thường nói rồi, nhưng mà hầu như rồi tiên người ta công ty em vẫn kiểm tra bình thường, kiểm tra nhiều lắm. Nhưng mà có cái là nó hơi mệt, cái là nhưng bữa trước anh cũng nói là nó có phát, anh mình có nói là phát sóng mà, nên một lần mà mình đi mình phải tránh xa nó phải rào cái này cái kia, nó mất phạm vi, với lại mình không có đi cẩu, mình không đi qua đi lại được, nhưng mà vẫn có kiểm tra bình thường anh. Giờ làm gì luôn đó, làm bên bên vẽ hả? Giờ em làm bên, giờ thì lên đây làm bên Rio, làm bên cái kia, làm giống mọi người vậy á, làm bằng vẽ. Ừ. Làm cầu hay làm nhà? Làm nhà. Nhà. Từ Ủa, em làm cô Mai làm nhà cao tầng không mà nhập TL4 sao nhập ta? Cũng nhập luôn hả? Cho làm luôn hả? tết tết rồi mà anh, À, nhưng tức mà là một chưa có công, nhưng làm. mà làm nhà là chỉ có làm ở trên xưởng Chiba thôi anh, còn ở dưới xưởng ở dưới bên Osaka, ở dưới đó là hầu như là làm bên cầu á. Khu khu vực dưới Osaka đa số còn mấy công ty ít mà lập cầu nhiều ha. Ừ, công ty em cũng cần công ty anh Khánh hay dạy cho mọi người đó, anh Khánh cũng hồi xưa làm gần đó, nhưng mà công ty anh Khánh mới xưng hát thôi. Ừ. Anh tên mình trước Còn ở Okayama à? đúng rồi, vừa trước mình ở Okayama, ở gần vô bộ á. Ngày trước em ở Nakakự ấy. À, Vườn Lăng đây Ngự đây em biết cũng không? cũng xa 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 mà Anh tên xa chỗ vô. hỏi. Dạ. À. Hỏi về cái bảng vừa nãy, hỏi về việc học kia được không? Hết giờ rồi. À, bình thường ấy. Thì em cũng tự tìm hiểu về cái mà gì nhỉ? Barachiki với lại cái Katajori ấy. Thì cái mà người ta cộng 1, cộng 2, cộng 3 đấy có phải là khi mà đo Harise thì bắt đầu cái Gosa của nó là cộng 1, độ dài lớn ra của nó là cộng 1, cộng 2, cộng 3 hay trừ 1, trừ 2, trừ 3 đúng Đúng rồi, cái này á, tại vì mình biết không quý vị, dù như mà mình làm xong thì mình phải đo đúng không, thì đương nhiên trong Sanagesa thì mình phải đi đo hết, thì mình đo thực ra nếu mà đo chính xác á, thực ra cái này là cái bảng này để mà kiểm tra cho Shinkansen thôi, để người ta thấy là nằm trong trong cái trong này này, mình thấy ủa còn xem màn hình không, từ từ để em cũng em có cái bảng y hệt của anh. rồi à, Bảng của để anh tí thì nha. nó lại là bài tập, nhưng của em thì nó là đáp án ấy. À, cái này thấy không, giờ đang xe thấy không? Rồi đấy ạ. Thì chị Ừ, ông. thì cái này là thực ra là cái số mà mình đã đo rồi thì có phải là trừ ba, thì cái này là đang đo cái gì đây, là Hari Hari Nonagasa thì trừ ba là giới hạn là trừ ba cộng ba đúng không, thì nó đầu rồi đó, ví dụ Là thằng năm không vượt quá 4 đúng không anh? đúng rồi, nó đâu nó vượt quá là nó sai trừ ba cộng ba thôi, Chứ 3 cộng 3 đúng không? Thế đến còn bốn là nó cái sai, lên sau sai khi mình rồi. đo những cái này rồi ấy, thì mình bắt đầu mình đi tính tổng đúng không? Đúng Đi rồi, này tính trung bình quân của tất cả những số này lại đúng không? tính bình quân thì rồi mình ở trong cái bảng hồi nãy mình tính Đúng bình không? quân à, Anh tính bình không nhưng quân. mà đó là Taibutsu Kensa thôi nha, còn Solo Kensa thì nó dựa vào đây là ok rồi. À không, em đang nói về tay bút chữ Kensa một số 2 À. đấy. Vì nó đang kiểm tra cái Barachiki ấy. Thì Ờ khi mà thì tính bình quân xong tính thì bình quân mình chia xong đi cho cái giá trị mà bên dưới của nó là VM là bằng 1 đúng không? Thì chia cho 1 thì mình sẽ ra được, nếu mà nhỏ hơn đây. 2,78 là mình bắt đầu Ờ đạt đúng đọc đào nhớ một bằng nha, thì cái không? đấy gọi là katajuri này, là cái giá trị này á. Em đang hiểu đến đấy đấy. Tại Tại vì vừa nãy tại em hỏi có ai hiểu không, nhưng mà mình vì cũng tự tìm hiểu nhưng mà mình không được thực làm thực tế nên không dám chia sẻ mọi người ấy. đúng một cái này thì bên đây cũng không có làm trong cái
kiểm tra nhưng mà thường hay đi xin Kensa, thì công trình này làm thì mình phải đi xin Kensa thì mình phải đi, mà mình đi thì đôi lúc bên hồ sơ thì nó có nên cũng tìm hiểu vậy thôi, chứ còn mà giải thích ra tiếng Việt Katajuri là gì thì nó nay mình không biết á, nên thực ra trong này mấy người có mấy anh làm bên xin thì rất là rành á, nên muốn mọi người giải thích mà sao thấy ai giải thích nhiều mà, nên mình cũng không biết mọi người có hiểu hay không á. Đó thì cái giá trị nó tính này nè, nó tính ở trên này nó mới tính được, thì cái đó mình đem mình đi đo thôi á. Em cũng đang tìm hiểu đến đấy, tại vì là học cái phần này nó là để làm bài tập thì có khả năng là làm được, nhưng để hiểu ấy thì nó rất là kiểu mơ hồ ấy. Kể cả là ví dụ như mình họ mọi người nói là về đi kiểm tra về mà về như kiểu HDC hay là các thứ ấy, độ dầm dài của cột ấy, nếu mà mình nghe thì mình hiểu đến đấy thôi, chứ còn nếu mà đi thực tế thì mình lại bắt đầu mình xem là trong cái bảng nó như nào ấy, phải tưởng tượng như thế. À thì đúng rồi, nhưng mà thì hồi nãy lý trước thì mình học để mình thi vậy thôi, nhưng mà lúc đầu cũng giống đây, lúc đầu cũng học cũng đâu có hiểu, tại vì học để đối sách mà thi mà, thì sau học xong rồi thì mình chỉ nhớ được là ở ví dụ ta từ một thì mình dựa vào cái gì mình kiểm tra, dựa vào cái gì sau á, mình học xong rồi mình thi xong rồi đúng không, cái sau này cái trong khi mà làm việc á, cái bên Seco với lại bên trong công ty nó nói ở đợt này công trình này là làm kiểm tra tai bút sư, thì đó mình phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào đó, thì từ đó mình mới lúc đầu nó đọc mấy cái, tại vì mới đầu vô cũng chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái việc này đâu, mình làm cũng không có kinh nghiệm nếu công chứ chưa nghe, khi học xong mới nghe mấy cái từ tai bút sư hay là nó Shurikensha, nhưng mà thực tế là như thế nào thì đâu có biết, cái làm công trình xong biết thấy ông giám đốc mấy ông sếp ông nói chứ, từ từ mình tìm hiểu xong mới ngắm ra, bởi vậy mọi người học thi xong mọi người đụng cái gì mà đụng lại á thì nó sẽ hiểu á, chứ còn mình giờ Em thì làm thiết kế, nhưng mà gì nhỉ, thỉnh thoảng vẫn làm về Shurikensha ấy, nhưng mà Shurikensha của công ty em nó lạ lắm, có nghĩa là mình không đi đo đâu mà mình ma số hết luôn, nghĩa là mình lúc nào cộng 1 trừ 1 cộng 2 trừ 2 là một lèo là xong luôn. Sau đó là mấy đầu công ty mình có những cây nào mà Kensha 5 cây Kensha chẳng hạn, là bắt đầu vác cái đấy xuống làm xuống kỹ đúng thượng, không? xong mình đo lại, xong rồi Ừ. mình lại chỉnh lại số, thế là xong, coi như là xong cái hôm đấy. Không, thực ra là phải đo, nhưng mà thì trong công ty mà mình biết mấy đứa mình hỏi nó đi đo thì nói đo hết, tao đo hết chứ sao không đo, nó nói vậy á, thì cái đường nó đo xong nó ghi, nó ghi chép cho công ty vậy nó đưa cho mình này, thì Cũng đó ai ô rồi tắt cờ có làm sai cũng mấy thiết kế nó cũng dám nói đâu. hồi của mai rồi làm việc công an thì nói chung kỹ, nó cực kỳ kỹ luôn anh, sau này học viên sau này ví dụ như em mà lên bữa trước em chia sẻ luôn là hồi xưa em làm á bên hàng á, thì có người làm chung cũng cũng hàng xong cái đai ra cái nó rớt xuống á, khi mình hàng nóng đúng không, thì nó rớt xuống cái nó gây sự cố là chết người luôn, mà chết cái vụ đó luôn, nhưng mà công ty em là dìm được luôn á, tức là nó bao, tức là bao mà nó bằng đèn bồi thường, nhưng mà nó vẫn không có chuyện gì xảy ra, như công ty cảnh sát đồ nó lo được hết á, anh Thì Huy có hay đọc hả? nó đổ bê tông vô trong đó là người ta ở trong đó luôn Không, không phải như đổ bê tông, nhưng vậy. nhưng mà anh biết cái cầu của mình mà cái bốc cái sừ á, khi mình hàng bốc cái sừ xong rồi thì ở giữa là mình phải hàng mấy cái gọi là tấm hộp kêu đúng không, thì cái ri bự á mà nó dày, mà bốc cái sừ mà làm cầu thì dày tầm 40 ba mấy trở lên hết, mà thì khi anh hàng mà nó không có dùng cram từ hoặc là để nó cố định á, mà không biết sao cái nó hàng xong cái khi mà nó hàng một bên thì nóng quá, nhiệt nó nóng quá thì nó sẽ ngã về, nó cũng có dùng nhưng mà như là nó bị sai bị á, cái nó ngã xuống ngay cổ nó ngồi nó chết này luôn á, thì nghĩ là cũng tồi, nó cũng bằng tuổi em à, mà ba đứa con, mà công ty em là công ty nó chuyên về, nói chung là nó rất là ăn lao động là số 1, an toàn là số 1 đó, mà nó vẫn sẽ là mà nó, nhưng mà nó cũng lo lót hết á. Các anh nói có vẻ là Hizumi Không, Hizumi Boshi không tắt, đây là do hàng bên thì mình hàng đúng không, khi mình Boshi hàng thì do nhiệt nóng thì đương nhiên mình hàng bên nào thì nó sẽ uống lại coi này đúng không, không? Rồi. thì khi nó hàng á, thực ra tại vì hàng mình hàng ri bự ở trong xây dựng này nè nó nhỏ thì không có vấn đề gì đâu, nhưng mà thực ra nếu mà hàng mà với khối lượng mà sumi nikon mà vẫn vấp mép á, à bơm bơm cục á,
thì khi mà hàng những cái mối hàng như vậy đó, thì lượng hàng nó rất là lớn, nên phải dùng mình phải kéo ngược lại đó, để cho nó khỏi cái bị ngã thì cái hướng mà chịu nhiệt á nó bị bẻ do nhiệt á, Anh nên tên Hàn, anh tên Hàn, anh biết cái phương pháp Hàn Uranami không? uranium nó không có hàng. Có trong cũng có ông xin bài quanh là anh Sâm, không biết anh có hàng không, tại vì công ty anh toàn là thằng máy không hả. Tại vì là khi mà mình Hàn Uratigan thì nhà Urahachiri ấy thì nó thì mình mất thời gian ấy, thì mình chuyển sang bước Hàn Uranami ấy. Và công ty em nó cũng phải Hàn đấy mà không biết công ty ngoài có không? Anh có nghe nhưng mà chưa có làm, chỉ có gạo dinh dừa thì có làm rồi thôi, có bán gạo Mình dinh dừa chứ còn không có mình bỏ uranium. qua bước cao dinh cự là mình phải làm một phát hàn một mặt phát được luôn, mà nó cả lồi luôn cả ra đằng sau ấy. Nhưng mà đường nào nó mới phá cái sau mà. Không phá. Ủa không Tức sao thì làm là sao nếu mà đặt. nếu được nếu can gen thì không không phá, đấy là ý là hàng mà không có khuyết tật thì không phá. Đúng đấy, đúng rồi đấy. Ý Và là trong sách hàng khác được phép ăn luôn thì không phá. đúng rồi, đúng Còn rồi. do, phá là do cái đường hàng của mình Nó có nó khuyết tật tạo nó ra không lỗi cho đâu. nó mới lật mặt sau nó gào, còn được Nếu thì là không phá. nếu mà phát ăn liền thì quá ngon rồi, tại vì rau thì nó tốn thời gian mà nó mệt nữa. Tại vì công ty em có những công trình mà nó làm toàn bộ Mekki vì nó gần biển mà, ngoài đảo ấy. Mà để mà mình Urahachiri hết toàn bộ thì có phải rất là mất thời gian ấy, thì nó có một một đội cực kỳ giỏi về vấn đề hàn. Nhưng nó hàn một phát ăn ngay luôn, thay vì Người là Trung, người Trung Quốc hả? dạ, người Nhật. Người người Nhật hả? Nhật. Người Nhật và Hàn Người Nhật nghe mà không, nhưng mà không đội Hàn ấy giỏi, cái đội thì Hàn giỏi là thường nghe Trung Quốc nhiều. không, Brazil anh Huy, À dạ. Brazil công ty em nó làm hạt kem thôi á, nó cực, thằng Nhật nó làm một ngày là chưa được một cái cuộn cây da đúng không, Brazil quốc làm hai cục vậy á. Trời chơi mà bây giờ lương nó mấy chục man, mà 60 man 70 man kỳ lắm, nó hàng đúng rồi, nó nói chung là Độ nó chạy nhanh lắm. nhìn Brazil hàng là thôi rồi, nếu mà hàng gấp mà cứ kêu hạt kem tới rồi anh thấy Brazil hàng cực kỳ giỏi luôn. Còn Nhật cũng có đâu, nó chỉ mấy ông han chù rồi chứ quản lý rồi với làm tiền tiền thì thôi, nhưng nó có hàng gì nữa đâu, mấy ông già rồi thôi chứ còn trẻ thì nó hàng đâu có giỏi. Không có đội già ấy, đội già ấy, đội trẻ thì nói, đội trẻ Nhật thì không mấy khi lấy đâu. À về năng suất thì em nghĩ là nước ngoài còn về mà đồ kỹ với là đồ thì Nhật thì nó đồ thôi. Anh Huy có hay đặt KFC không, anh đi qua À đó, nó ngày xưa có làm, nhưng mà bây giờ thấy mấy công trình ở Hokkaido người ta thích làm NDQA lắm nha, kiểu như không không có dùng không dùng Daiya làm AI đúng sao, không? em À, thích kiểu không đấy. ở mấy công trình ở Hokkaido hay hay thấy thấy cái đó NDQA nhiều lắm nha, hơi một tốn cái kém mà đỡ phải hang chi nó đúng mắc không? mà. Mắc mắc nhưng mà nhiều người thì khoái thích làm, thì thấy thấy mấy công trình ở Hokkaido thì thấy cái đó nhiều. Nên thường mà đọc á, khi nào thấy có ký hiệu chữ KH á, chữ KH ở công ty công an thì cười đó, nó cũng Có cái ND qua mấy lại cái KHD em thấy hình như nó cũng giống giống nhau đúng không? nó cái siêu rươi thôi mà. Nó là siêu rươi đúng không? Đúng Rồi, thì giống giống như SSG với lại SGY gì đó, một cái thằng này sản xuất, cái thằng kia sản xuất, cũng là Sotonori. Nó giống như pha pha product cơ sở không ta? Đúng như gì ạ? Pha product cơ sở. Mấy cái chỗ mà bóp hăng chi không cần bóp, lấy cái miếng Toshiba da dài dài bỏ vô nhưng mà không dùng TCM Smart tổ đại gia Bắt tụ đây à? À, cùng smart cùng tụ loại á. loại loại đó đó. Đúng rồi, nó cùng loại đó. Cái món đó lúc công ty em mua như miếng hai mấy mà. Miền Đắt nó mắc mà, nó mắc á. đắt thì đặt trường hợp đặc biệt mới 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 dùng cái nó thôi. Ví dụ như tiết diện cột thay đổi đột ngột hay là như nào đó mới dùng. Thì cây trên Mấy thì ông cây dùng dưới Shibori qua không? em làm công trình bữa giờ mà chưa có cái nào, chỉ có một lần duy nhất là sử dụng là đi qua thôi. Nhưng mà nó À cái đó làm ít sibu lắm. đi, làm cái miếng đó nó cũng có gan, nó cũng có gan cay mà. Gô xạ ví dụ như cây trên trăm, cây dưới 150 thì nó lệch nhau 50 thì xài được, lệch nhau 100 thì như là cũng xài được, nhưng mà nó lệch nhau tới 150 là bắt buộc cái sibu đi thôi, chứ đâu có dùng mấy cái lõi được đâu. Không khi mà mình đặt đúng rồi,
nó có kích thước Nó có ghi mà, dung, nó có ghi dung mà. nó có ghi Ghi dung. xì hình. Nó đúng rồi, nó ghi xì hình mà. Ừ. Nguyên miếng chà bá nó là ghi xì hình nha. Nhưng mà tối thiểu gì nó cũng cho mình 25 trở lên, đạt tiêu chuẩn là 25 trở đi mà. Cái miếng giày đó ha. Không, ý là cái đường Cũng khi mình hàng vô trên cái hạ bốn cái khoảng cách của từ Hatira ra cái map của thằng Daya á, à, không thì nó không tính. em nói chỗ đó, em nói thí dụ cái cây cột tầng R đi, là cái gì quên rồi, cái cây 400 đi, cái BCD 400 đi, thì tụi nó sẽ lên tầng càng cao tụi nó bóp lại càng nhỏ đúng không, cho nó nhẹ. Lên anh lên tầng tầng tiếp theo thì còn 350, lên vài tầng nữa thì nó còn 300 đúng Tại Siberia. không. À, thì lúc cái trường hợp đó thì anh xài cái smart tụi Daya hay là cái Favorax cơ sự thì ok, nhưng mà nó có gan cay á, là thí dụ thì thằng xe kê nó muốn tầng trên nó có diện tích phòng nó lớn hơn, nó chơi cái tầng dưới á, là cái cột 400, lên tầng trên cái cột còn có đâu đó 300 hay là 250 à. Tức là cái gô xạ của hai giữa hai cột nó lớn quá, nó lớn hơn 100, lớn hơn 100 là đâu có xài cái farm rất cơ sự hoặc là cái smart tụi đại gia được đâu. Mấy cái đó mà đi họp á, nếu mà cần để ý nhìn mấy anh thiết kế, thường mấy anh trẻ trẻ nó mới làm mấy trò đó, mấy Đâu thiết kế lớn lớn ngoài làm trò đó chân. Đó mấy 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 ông già từ cũng làm mà, ít lúc toàn mấy anh trẻ trẻ làm mấy cái trò đó, không lớn ít. được rồi, em tính hỏi mọi người là trong trong này có ai làm bên cái vừa bên bên thiết kế không? Anh Huy có biết ai không? Đồ Việt Nam luôn, vừa thi công vừa thiết kế luôn. Vừa thì cũng kế như nào, Thiết kế là thiết kế gì, thiết kế kết cấu hay là ISO hay là thiết kế ISO, COSO hay ISO anh, ISO dựa. thiết kế ISO hả? Thiết kế ISO thì người Việt Nam mình có chứ, làm Tại vì ở Tokyo mình chỉ biết thôi chứ mình không không biết rõ thông tin người ta là ai. tại vì rồi em cũng thấy, em nghĩ là em cũng bất ngờ là có công trình của ông anh mà đến khi mà đi tới xe cây xa là ba người là bên cô Itso là người Việt Nam, thêm một người nữa là bên bên cô Dô là người Trung Quốc là đi tới xin cây xa. Còn bên Seco là anh biết ai không? Seco cũng là người Việt Nam luôn, nhưng mà nó một công ty À. nó một công ty luôn. Nên nhưng mà thực ra mấy anh cũng kêu cũng giỏi, nhưng mà làm công trình nhỏ 300 tấn à, mấy trăm tấn thôi. Thiên về kiến trúc hả? Công trình đấy. Thì công trình bên Tatimono của mình này thôi, tại cái Ý, giữa. ý ý ý là nó công trình nó thiên về kiến trúc cho nên nó nhẹ, hay là ví dụ như công trình À uốn không, lượn bên hay là hay không, là công trình bình thường. cô dù anh, cô dù bình thường À, thôi. cái nhà máy hả? Nên em nói Hai bên mấy? của vừa bên Việt Nam mà cũng giỏi là bên này, em mà em không có kêu, em không quen quen ai hết. Do công Không biết. ty Nguyên cái công ty đó là ấy. nó cho làm cái hai bên, cũng vừa Seco vừa bên thiết kế luôn á. Ngày trước em làm mấy năm về chuyên về phần ISO ấy, nhưng mà không phải là chuyên về cái phần mà về bốt độ ấy, như là về hoàn thiện luôn ấy. À, cô làm Từ bên đến ISO là với thi bằng cái gì cửa ni ni ý nha, phải không? không, nhưng mà đấy em còn đang là sinh viên, có được đi làm mấy năm ở Việt Nam, công ty Việt Nam. Mấy anh nào giỏi giỏi Bác sợ vẽ chết luôn, vẽ đuối luôn, này sập đuối luôn á, ruin, kiểu như vẽ sớt luôn. phải dùng cái phần mềm mà đến lúc mà dùng mình không dùng lệnh nữa mà mình vẩy tay bằng chuột đấy, có nghĩa là cái phần mềm GW, có nghĩa là mình không không dùng bàn phím đâu, bàn phím sẽ bị chậm, mình dùng dùng chuột để mình vẩy vẩy chậm, vẩy sang 1 giờ thì là lệnh này, vẩy 2 giờ lệnh kia ấy. Vì vậy ISO rất là mất thời gian mà. Ôi, GW mà máy Nhật hay xài hả? Chuẩn chuẩn anh ạ, nó có cái À, phần, nó cái chuột ghê. phải mà vẩy 1 giờ thì lệnh này, mà chuột trái vẩy 1 giờ lệnh khác Có hiểu rồi. Còn vậy làm cái đó chứ. bây giờ mới. Không, ý là nói phần mềm ấy. Bọn Nhật hay nghĩ những phần mềm mà chuyên dụng này. Anh Huy mua nhà đâu Trinh Huy? Mình mới mua năm năm cách đây 2 năm, 2000 Giỏi hả? Nuôi giỏi hả? mình mua nhà cũ thôi, chủ yếu Ôi là nào. cho con mình đi chơi. Người quyết tâm mới chứ nhỉ? Em À, mới bảo bên này mà đang bảo mua nhà mà đang đau hết cả đầu. mấy bạn muốn mua, mấy bạn vay ngân hàng mua được gì? Ví dụ như Tân nè, cái công ty của Tân đang làm rất là lớn, vay ngân hàng đảm bảo cho luôn á.
ngân hàng chắc chắn nó cho, tại vì nó cũng xét cái công ty mình đang làm á. Nhưng mà trừ khi bạn bạn ở những cái chỗ nào mà mua nhà được thôi, chứ còn ở mấy cái chỗ to quá, ví dụ như Tokyo thì mua hơi khó, mắc quá. góp Ừ, thì đương nhiên mua nhà thì trả góp ngân hàng, ý là theo nhưng nữa. mà cái vị trí mà mình ở á, có cần thiết phải phải mua hay không? Tại ví dụ như nếu công ty em có nó có trả tiền tiền nhà trọ cho Nếu có thì hỗ à, trợ thì bình đó ví thường dụ thôi. như mấy công ty mà nó công ty lớn thì là lớn, nhưng công ty em thì nó thường nó sẽ có đãi ngộ kiểu như vậy, hoặc là tới lúc mà em mua nhà thực ra em đăng ký lên bên ngân hàng rồi đúng không, nó thấy tên công ty em nhắm mắt nó cũng cho qua, nó cũng lấy lãi suất cực kỳ thấp luôn. Tại Mà vì thế đâu đâu dễ đâu mà đi phỏng vấn, giờ bạn nào tay ngang đi vô Kumaihara tích cực phỏng vấn thử xem phỏng vấn có đậu không, đố mà đậu được khó lắm. Giờ hồi nó trước là công ty thuộc 15 công ty lớn, xưởng ép lớn nhất ở Nhật, và nằm trong 15 trời, mấy mấy cái mấy cái sách mình đang học mà mấy bạn mở ra tên người viết sách nhiều khi có ông Kumaihara tích cực trong đó, có mà là công ty lớn thích nhỉ, em làm công ty nhỏ mấy cả mấy công công ty. ty mấy công ty lớn thì mấy cái quyển sách này có phải là người trong chuyên ngành người ta mới viết được không, thì mấy người viết mấy cái cuốn này thì phải công ty cấp S trở lên rồi ta viết mới được, chứ còn mấy Đây ông này, hình hình cấp như M đâu ai viết này. bữa trước mấy anh học học cái phần hàng á, có một người có nghe nói cái hình mà hàng Erectus ragu á, Anh đọc cái Sâm đấy đúng không? file đúng không? Anh xem anh bảo là anh là ký hiệu số 27. Đó, hồi xưa mà không biết là anh Sâm nói vậy á. Anh Sâm làm ở xuyến chi bao. Cuộc sống này nó ngộ ghê ha, người làm công ty lớn thì muốn vô công ty nhỏ, người làm công ty nhỏ thì muốn vô công ty lớn. Ty nhỏ thì công ty em có 3 người thôi, văn phòng có 3 người, Công có ty bưa em chồ ca chồ với công em. công ty em hồi xưa làm văn phòng có 2 người thôi, anh được ba Ngoài người là ngon, anh được ba người là anh ngon rồi đấy. nên là bưu chồ với ca chồ với nhân viên là một luôn. Không làm ít mà nếu mà mình làm thân thiện với lời đồ thì mình biết được nhiều mà, đương nhiên. Có chức vụ thì chắc có lẽ là lãnh lương nếp hàng tháng, thì nhiều khi ông giám đốc muốn giữ người lại thì ông phát lương nếp lương tháng một cục bao nhiêu đó, tăng ca không tăng ca gì cũng một cục đó luôn. À, nhị độ đấy là như thế đấy. Ừ. Người cố gắng lên làm giỏi thì là giỏi, là sau này người ta cũng phát nếp cho chứ sao, có gia đình rồi thì đâu nó đâu có nhả ra được, nó đâu có trả lương thấp được, trả lương thấp mình đi sao. Không, tại vì em thấy bên thiết kế thì em nói, nhưng mà thường ở công ty em, ở mấy người nói là ví dụ càng già thì nó muốn đào thải mình á, nó tìm một cách nó sa thải mình á. Công ty em thì khá, công ty em lớn quá nó có ba rem sẵn hết trơn rồi. Công ty em ví dụ như em thi có chứng chỉ này có chứng chỉ kia, ví dụ như một mỗi chứng chỉ nó có cộng dựng 5 măng hay là 10 măng gì không, Nó có công ty em chỉ còn có man rưỡi à, thì đúng không? hàng hàng có năm hàng năm hàng năm là nó có xét theo năng lực rồi nó tăng lương không, hay là tùy nó cái tăng lương bằng anh, tùy cái thì bằng, ví dụ như bằng à, hồi không hôm ví dụ như tôi không tính bằng ấy, không tính bằng ấy mà hàng năm thì ví dụ như họ tăng lương thì họ xét kiểu gì, tăng lương theo 1 năm ba hai rem lần, luôn ba đêm là ví dụ 0.5, 0.5 rồi mùa hè rồi thêm thêm kinh nghiệm. Cái thằng mới vô hồi trước năm lâu rồi chứ quên, nó làm ý sướng thì nó vô có 17,5 à, nó vẫn thưởng được bình thường, cũng giống lên xong năm thứ hai lên được theo hai mấy mà mười mấy còn 20 man, rồi bắt đầu lên từ 5 năm theo kinh nghiệm anh, theo số năm á. Còn cái tăng lực á thì nó xếp, đó là cái thằng mà nó mấy thằng dưới xưởng thì ví dụ như nó học xong 12 hoặc là xem bô nó vô làm thôi thì không nói, còn mấy người mà làm già thì nó xếp theo, nó đuổi, công nhận nó đuổi đuổi Hancho với Kakarecho là nói chung là liên tục đó. Trong bữa trước mà em nói cái vụ đó xảy ra, nói chung là thứ nhất là cắt lương, thứ hai là đuổi máu Mình hết đang làm luôn. bảng bao nhiêu vậy Minh? 74, bảng 171 làm xong chưa? Nó đang nói chuyện trong công ty nó, đừng để. Đang Comment, 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 lộ hết rồi. tập. Làm dữ là 11 giờ còn làm luôn ha.
Đâu, bên Việt Nam giờ mới có 9 giờ à. 11 giờ là Nhật. À, anh Minh hả? À chắc chắc bên chỗ mấy anh em Ari đúng Ừ, này bên không? Ari. Trời 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 trời. Anh Huy trả lời tự tin dữ trời. Trời ơi. À, tao nắm thóp mày. Mày có để tên gì anh cũng biết mày là ai mà. Cái gì mà tự nhiên không để gì hết cũng biết tên là ai, thấy ghê Ờ, vậy nghe giọng biết luôn. trời. Chứ Biết chứ bị chứ bây giờ nè, cho tắt tắt cam hết luôn, Tân nói lên cái nghe biết liền. anh Vũ à? Nè không, nè thấy Vũ, Vũ là Vũ Vũ là phải nói giọng Vũ cái kiểu giọng quảng á. Vũ giờ là xỉn mất mất dép rồi. Vũ là chỉnh giọng dữ lắm á, ra giống giống như Tân vậy, chứ còn Tân mà nói giọng đúng chuẩn Bình Chị Thiên mấy kia khóc hết. Em nói rồi em cũng không hiểu à. Đúng rồi, nhưng mà cố chỉnh giọng vậy là được rồi, nghe giọng vậy nghe hiểu chứ. Thôi nói chung nó cứ ngớ ngớ sao. Anh tên quê ở đâu? Anh ở Huế. Ở Nhưng Huế. mà vợ anh ở trong Đà Nẵng, ở trong Ở Nha Huế mộng Trang. mơ. Nhưng nghe không ra giọng Huế, vừa nãy nói không nghe giọng Thì Huế. đúng rồi, chỉnh rồi mà, sửa rồi mà, cố sửa rồi. Thường thường mấy mà mình ở cái đoạn ví dụ như là Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh rồi mà bạn nào mà sửa giọng á, Biết mình liền đỡ đúng lắm không? nha. Kiểu như mấy bạn chịu thay đổi á, tại vì ra số đa số người ra đi làm, có thể các bạn không nói giọng miền Nam, hoặc là, ví dụ như ở đoạn Nghệ An, Hà Tĩnh này, các bạn có thể nói giọng Hà Nội không sao hết. Nhưng mà còn nếu mà mình vẫn giữ nguyên giọng á, thì cũng cũng được. Nhưng mà đồng nghiệp của mình sẽ không nghe, khó nghe lắm. Là không nghe mà là nghe khó hiểu lắm. Chứ còn nói giọng Huế mà hai Huế mà đứng nói chuyện với nhau mà nói rặt Huế luôn thì người thứ ba mà ở miền Tây hay là Hà Nội sao mà nghe được, không nghe được chắc chắn luôn. Nghe ăn đồ cũng có nghe rồi Có nhưng chứ, mà hai bạn Nghệ An mà đứng mà nói chuyện với nhau mà nói chuyện một chủ đề gì đó mà nhanh một phát, chưa kể là dùng từ địa phương nữa nha. Người thứ ba đứng ngoài khóc liền. Cho nên bạn nào mấy bạn đó, bạn nào chịu sửa cái giọng, chỉnh giọng một xíu cho đối phương nghe được đúng không? Ok, nó vô mình làm việc sau này học hỏi rồi gì lên nhanh lắm. Ủa, mình làm việc thế mà nhiều nhiều bạn bạn nào mà giữ nguyên giọng ở đó nói người ta không nghe được, không, nó kiểu như vậy thì không hòa nhập được, tại vì khi mà hai bạn nói chuyện với nhau, các bạn nói chuyện với mình đâu hiểu mấy bạn nói gì đâu. Từ lúc đó cũng chỉ hỏi gì là cũng chỉ gặp cho qua thôi chứ không nói được. Các bạn có thể nói giọng Hà Nội hay giọng Bắc hay là giọng Nam gì đó, tùy tùy cho kiểu lựa. Chứ còn mà nói chuẩn rặt giọng miền Trung, ví dụ như ở ở ở Quảng Quảng Nam hay là Quảng Ngãi gì cũng vậy, Quảng Nam Quảng Ngãi mà cái khu vực ven biển mà nói á, trời ơi, Quảng Nam Quảng Ngãi mà trong thành Quảng Nam phố. á, Quảng Nam ở Bắc Trà My á là nói cực kỳ khó nghe. Ừ, nếu mà nói cái chuẩn cái giọng đó thì làm sao mà mấy bạn tụi mình nghe mà hiểu được, lúc đó sao mà làm việc với nhau. Nói thua á, giờ hỏi một cái là cũng lắc đầu thôi chứ không cách Không, nào mà được. không mà em ở miền Trung á, chứ em nên em ví dụ từ ví dụ Nghệ An hay là chỗ nào nói em cũng 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 dễ nghe á, nói chung mình dễ nghe hơn so với những bạn mà ở miền Nam, mà nói chung mà đi ra ngoài từ miền Trung đi ra thì hơi khó nghe. Khó lắm, không ai, không ông nào mà thành công mà để nguyên cái giọng đó nói khó. Ông Phạm Nhật Vượng cũng vậy nè, ông Vượng dân Hà Tĩnh đúng không, ông có nói giọng Hà Tĩnh đâu, ông nói giọng Hà Nội mà, Nói ca em tưởng sĩ Hà Nội hả, Hà Tĩnh. ông Hà Tĩnh mà. Hương Hương Tràm cũng vậy nè, Hương Tràm người người đâu, người Vinh đúng không, có nghe Hương Tràm nói giọng Vinh trên sóng truyền hình bao giờ đâu. Rồi Từ con bé gì, con bé gì dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia nói sáu ngờ thứ tiếng gì đó, không biết ngờ tên Nghệ gì quên An, rồi. Nghệ An Cô đó Nghệ An, nó có nói dòng Nghệ An trên sóng truyền hình bao giờ đâu, nói có sao người ta nghe. được rồi mới giới thiệu nói Nói thì nói chơi cho vui được, chứ à, còn khi mà mấy bạn muốn làm lớn làm trên, mấy bạn nói người ta phải nghe trước, nghe hiểu trước cái đã. Nó cái đó nó là một cái cơ bản trước. Nam đang tìm mua nhà hả? À không, tại vì là chỗ em nó vùng quê ấy, nhà nó rẻ lắm, nên lại nhà thuê đã rẻ rồi. Nói đâu si cô cừ à, nói đâu mà Nhà rẻ siêu cự, nhà em 50 à. mét vuông mà công ty thuê cho em trả có 2 man tháng, mua gì đâu. Hai Ở phòng. ở dưới đó canh trọ, nó mà làm công ty lâu, hôm qua Nhật mấy năm rồi, Em qua được 5 năm rồi.
5 năm là được rồi. Làm một công ty hay là làm mấy công ty, chuyển mấy công ty rồi? Em công ty này công ty thứ hai, ngày trước làm 3 năm ở Okayama. À vậy phải làm thêm thêm cỡ 2 3 năm nữa thì lúc đó vay ngân hàng nó mới dễ. Vay ở đây nó cũng hơi mắc ấy, mấy phần trăm lắm. Ủa, anh Huy lấy bên chú chưa hay là Chưa chưa visa anh không đăng ký lên visa gì ta, nhìn trai cô đồ à? À, cái đó cũng có nghe, nhưng mà mình có năm ngoái mình có tham khảo luật sư thì họ họ kêu là mình năm sau thì mình lấy bên trú rồi. Hiện tại là mình là đang năm thứ, mình qua Nhật 2016, giờ 2023 là 7 năm. Rồi họ tư vấn là với cái số điểm hiện tại của mình thì sang năm mình có thể xin bên trú được thì thôi, mình cũng họ đổi visa rồi chơi phức tạp mà. Anh sang Em bên ơi, chỗ chú biết em gì? không, Sang mà chú. nếu mà có visa đó là 1 năm sau là lên được visa bên trú luôn Mình biết, biết mà vì, thậm chí giữ visa đó, ví dụ á. nha, mình cũng có tìm hiểu, ví dụ như mình có thể bảo lãnh người giúp việc nè, ba mẹ qua được, chứ còn visa bên trú bảo lãnh mấy người đó không được. Tức nghĩa là bảo lãnh qua để mà có visa là nuôi được á, chứ còn bình thường thì visa bên trú thì chỉ có bảo lãnh đó, vợ và chồng và con qua, chứ ba mẹ hay là người giúp việc là không bảo lãnh được. Anh Nhưng đang mà nói visa gì ạ? visa kỹ sư chất lượng cao vậy đó, đúng không? Đúng À rồi, đúng rồi, visa chất lượng thu nhập cao của nó mấy nghìn man hay đúng không? không có đâu, không cần thiết. Không. Ví dụ như nó đánh, ví dụ như mình thu nhập ví dụ 6 năm 600 man thì mình cộng được 10 điểm, Mấy 20 mấy điểm nghìn rồi. măng thì Thu làm chủ nhập rồi đó, chứ. thì mấy nghìn man Cỡ dữ. nghìn măng trở lên thì cả nước Nhật được người ta tính đánh giá là cỡ dân số cỡ 3% à. Tại vì em thấy có cái visa gì mà visa gì dành cho tiến sĩ cái nào đấy mà gì nhỉ, thu nhập 1.000 man 2.000 man mà mấy năm được vĩnh trú ấy, 1 năm hay bao nhiêu được vĩnh trú ấy. Đó, 1 năm là visa hồi nãy mình nói đó, là visa đó là chỉ cần nói chung là tùy thuộc cái nên siêu thì mình được cộng điểm được rồi nè. Được tiếp theo này là có anh Phong á, là anh dạy mọi người chương chương sau này chương luật á, thì anh là cũng vừa đang thi bằng Kenji Kuni rồi, bằng biết đầu hay không á, bằng kiến trúc sư á. Là nói chung anh là thạc sĩ nên là anh có đầy đủ điểm á, nên là có visa đó rồi á. Thạc sĩ tính điểm khác à, tính Dạ điểm đúng rồi cao. anh. Đại học thì nó tính ít hơn, cộng thêm N1 nữa. Với em thì em không không có bằng thạc sĩ nên nói chung mấy cái vấn lên siêu mình cũng không cao, nói chung là thiếu điểm á. Em thì bằng cẩu đồ thì đi học mấy chứng chỉ đó thì em có hết rồi á, nhưng mà cũng không có đủ. Mà bằng đó Chưa tại vì chưa đủ mình luôn à, chưa đâu anh. mấy chứng chỉ là Không một không chứng mấy. chỉ là trung bình là cộng 5 tới 10 điểm mà, đúng Dạ không? đúng rồi, một chứng chỉ nhưng mà nó chỉ quy định được là em chỉ có bằng cẩu về Tamakake thôi, thì nó được hai cái thì được 10 điểm, 15 điểm. Nhưng mà nó chỉ quy định, chứ còn cái bằng mình đang em đang có bằng này với bằng CKSA đồ này nọ thì đâu có, nó đâu có tính đâu, nó tính theo quy định của nó mà. Ủa gì hả? Bằng Dạ. bằng tịch của sự kênh đi Không. dưới xa SQ mà nó không cộng điểm luôn. Nhà không liên quan. Ủa bằng này, Chồng ủa ơi. vậy là cái tổ chức này nó không Kể thuộc lại cái cấp đấy nhà cái nước đấy. hả ta? Nó chỉ cho mình cộng điểm về cái bằng mà Cái Grand. gì vậy, lấy N1 thấy thấy lên điểm nhiều hơn này, học này Đúng rồi. chui Lên như quỷ. N1 là như là lên N1 là được 15, còn mà N2 thì 15 được đúng không? 10. N2 10. Cộng thêm lắc nhắc thì mấy cái Trời chán ghê chưa, học học tội khó như quỷ Hồi vậy. trước em cũng đưa bản đồ ra các kiểu. Thằng này À cái này không có vậy. liên quan. Tại vì trong có mấy anh em á, phải có thêm một bằng em nó cũng đang lấy cái bằng nó mới được, cũng chưa được 10 năm đâu, mới 6 năm, nhưng mà lên cái bằng đó thì sau 1 năm là mình lên với chú nó dễ hơn á. Nhưng mà có ý là cái thì thứ nhất là trừ cái việc mà mình vay vĩnh trú thì mình vay ngân hàng thì là được lãi lãi biến động 0,5% đúng không, rất là lợi. Nhưng mà ví dụ như nếu mà em không 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 cần tới cái vĩnh trú mà để em có thể mua nhà, ví dụ tại vì cái công ty rất là lớn, tại mình làm công ty của mình á, nó vẫn là một cái điều kiện để bên ngân hàng nó đánh giá. Thì ví dụ như em kiếm nhà em xin xe thử đi, coi coi nó có lãi biến động hay không. Không, tại vì em không có dự định mua nhà. Em làm À vậy quên giờ em luôn, về nhà. về Nhưng hả? Thế ví cái dụ đứa anh gọi nữa. tiếp Anh có con bên này luôn mà, một con này. đứa rồi. Nên làm tại vì cũng tính là vài năm về Việt Nam là tính được. Này giờ giờ này mà em đi về thì
từ trừ khi ở quê em rất là giàu, chứ còn giờ này em về đâu có bằng mấy đứa mấy năm qua nó làm bất động sản. Bạn anh mấy năm qua mấy mấy cái đứa mà nó Nhỏ làm lắm. từ từ lúc anh đi 26, mà cái đoạn từ lúc mà 20 đâu, 27, 28, 29, 20, cái đứa mà làm bất động sản bạn anh này nó tỷ phú hết trơn, má này giờ nước không bằng não trơn, thôi tao đi luôn không quay về nữa, tao mua nhà tao trốn bên Nhật luôn, chứ giờ thấy toàn đại gia Áp lực anh nhỉ. áp lực nói áp lực là áp lực gì, tụi mình cuộc sống mình khác của nó mà, mình ở đây Đâu mình có cái vui riêng của mình. anh bây giờ nhà hay mà, nếu mà quyết định ở bên này lâu nhà thì sau này về, ví dụ để cho con học, sau này mình quyết định về nhà mình ở Việt Nam ở thì mình còn cái nhà mình bán thôi, chứ còn ở nhà trọ suốt đời thì cũng trả trả tiền này thôi, cũng giống như mình trả góp hàng tháng ấy mà. Tại vì em bữa trước cũng không không tính nó lâu dài, không còn. Nếu mà thấy mấy ông anh em đó, ông ở đây hầu như là người ta tính đường mua nhà hết á, nếu mà có điều cho vay rồi nào đó, thì hầu như người ta muốn muốn mua nhiều lắm. Chứ còn ở nhà Buồn trọ lâu đây mà mấy chục năm, cuối cùng mình tính ta quá trời tiền đúng không? à. Mua đây mua ở bên đây, ở đây giờ đang cơ hội đầy ra, tại vì bây giờ cái ngành này người Nhật nó đâu có vô đâu, vô cũng mấy yếu 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 nó vô không, mấy vợ giỏi chả thấy ai đi Vô toàn là Mitsumori không? ngành này à. Nhập Mitsumori tiền tiền, không suy nghĩ gì trơn. Em tưởng là mình đi cũng khó mà nhỉ. Đâu có nhập Mitsumori Phần thì nhập. mềm nó vô hết À ra phần hết mềm. trơn. Nhập Đương nhiên mềm. rồi, trời chứ công trừ khi công ty nhỏ không có tiền mua, chứ còn đã vô tới cô hai rồi tất cường mà đi nhập tay hay là Excel thằng trưởng nó hơi kỳ. Tại vì em, khi mà mình làm thiết kế hay nhận được cái Mitsumori của mọi người giỏi thế. Nó đọc được hết rồi. Mà thậm chí Mitsumori bên Nhật làm miễn phí nha, làm free đó, gọi là dự toán đó, đúng không? Đúng rồi. Hồi xưa mấy bạn học đại học á, mấy bạn có đi học cái lớp học dự toán không? Học Em bên kinh ngoài tế á. xây dựng. Em bên kinh tế xây dựng chuyên đấy luôn. Mình thấy lúc mà mình làm dự toán á, là dự toán nó lấy bao nhiêu phần trăm công trình, đúng không? Đúng ạ, 10% đấy. À, nghĩ sao công trình 100 tỷ dự toán nhảy vô chưa làm gì hết, mình nó 10 tỷ mẹ. Chưa làm gì luôn, chưa có gì hết, nàng nó làm xong dự toán 10 tỷ. Chưa mà chưa chắc cái dự toán đó nó đúng nữa nha. Mà thằng nó vô không, chưa xây, chưa chưa mua được gì hết, mình nó lấy trước 10 tỷ ngon ơ luôn. Mà trong khi bên đây á, mấy cái Mitsumori Nhật cũng làm free, đẳng cấp khác hoàn toàn luôn. Ơi, cuộc sống mà anh. Cuộc sống mà hả? Thôi chắc là muộn rồi, em xin phép Thôi thì mình À, mất nghe tán nó đấy. rồi. Nghỉ nha. Bye bye mọi người nha, bye Huy Tân nha. Tân giờ mới về hả? Bây giờ em về thôi, chứ cua Nhà ấy gần mà. không? Nhà gần mà, đi xe tí, 10 phút rồi về. Nè. Dạ. Nè, cảm ơn anh, Bye chào anh. bye. Nè. Bye.